Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 96. A Mục nhìn Diệp Huyên, cười nói, chúng ta đi Bất Chu Thần Sơn. Bất Chu Thần Sơn. Diệp Huyên nhăn mày, đó là nơi nào? Tiểu đạo bên cạnh đột nhiên nói, đó là di tích duy nhất còn tồn tại từ thời Đại Thiên Đạo. Nói xong, nàng ta nhìn chằm chằm A Mục, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chỗ đó sẽ không công nhận thân phận Đại Tế Ti của ngươi. A Mục gật đầu, ta biết, nhưng chúng ta đã không còn cách nào nữa, không phải sao? Tiểu đạo trầm lặng. A Mục quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta đến chỗ đó, có thể dẫn dụ những cao thủ thiên tộc đi, nhưng nơi đó có thể nói là một vùng cấm địa. Cấm địa? Diệp Huyên hỏi, còn có cấm địa? Tiểu đạo đột nhiên nói, nơi đó không giống với những chỗ khác, đó là một nơi bị phong ấn, hơn nữa là do thiên đạo đích thân phong ấn, các ngươi đi vào đó. Ở một mức độ nào đó mà nói, đã phạm vào điều cấm kỵ của thiên đạo, cho nên vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút. Diệp Huyên đột nhiên nhìn sang tiểu đạo, hắn hơi do dự, muốn nói lại thôi. Vẻ mặt tiểu đạo không chút thay đổi, người muốn nói cái gì? Diệp Huyên nhìn thoáng qua tiểu đạo cô nương, cô thật sự không phải thiên đạo sao? Thực ra, hắn vẫn luôn nghi ngờ tiểu đạo là thiên đạo, bởi vì tiểu đạo quá thần thông quảng đại. Theo hắn thấy, chỉ có thiên đạo có bản lĩnh lớn như vậy. Vẻ mặt tiểu đạo không chút thay đổi, người đoán xem. Diệp Huyên chớp chớp mắt, ta nghĩ cô là thiên đạo, bởi vì cô tên tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, tên tiểu đạo thì là thiên đạo sao? Diệp Huyên hỏi, vậy nếu ngươi không phải thiên đạo, tại sao lại tên tiểu đạo? Hơn nữa hiệu cầm đồ còn đặt tên là thiên đạo. Tiểu đạo lườm Diệp Huyên, ta tên gì thì liên quan quái gì đến ngươi? Ngươi khó chịu phải không? Có muốn đấu tay đôi không? Diệp Huyên. Lúc này, A Mục ở bên cạnh đột nhiên cười nói, tiểu đạo cô nương không phải thiên đạo. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục nhìn thoáng qua tiểu đạo, sau đó nói, ta cũng không biết thân phận thật sự của tiểu đạo cô nương, nhưng nàng ta không phải thiên đạo, điều này có thể chắc chắn. Diệp Huyên nhìn sang tiểu đạo bỗng chừng mắt nhìn hắn, nhìn cái gì? Có phải muốn đấu tay đôi không? Diệp Huyên không nói gì. Cô gái này chắc chắn là muốn đánh hắn. Hắn bây giờ vẫn nên câm miệng thì hơn, bằng không khẳng định sẽ bị đánh một trận. Tuy rằng cơ thể hắn đã bất diệt, nhưng hắn vẫn không tự tin đỡ được nắm đấm của tiểu đạo. Lúc nên sợ thì vẫn phải sợ. Tiểu đạo thấy Diệp Huyên không nói lời nào, cảm thấy có chút nhàm chán, nàng ta phất phất tay, các ngươi muốn đi Bất Chu Thần Sơn thì đi nhanh đi, ta sẽ không tiễn các ngươi. Lúc này, A Mục đưa mắt ra hiệu với Diệp Huyên. Diệp Huyên hiểu ý, hắn đi đến trước mặt tiểu đạo, cười hì hì, tiểu đạo cô nương, cô tiễn bọn ta một đoạn đi. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, dựa vào cái gì? Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó cười hì hì, tiểu đạo cô nương, cô không tiễn bọn ta sẽ bị đánh chết. Vẻ mặt tiểu đạo không chút thay đổi, không tiễn. Diệp Huyên nói, lần sau gặp được tiểu gia hỏa kia, ta giúp cô đòi thêm nhiều tử khí. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên nói, ta rất nghiêm túc. Tiểu đạo im lặng một lát, sau đó nói, đi tìm cô gái một chân kia. Nói xong, một lực lượng thần bí đưa Diệp Huyên và A Mục ra bên ngoài hiệu cầm đồ. Diệp Huyên ngây người, lúc này, A Mục nói, chúng ta đi tìm nàng ta. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn đã phát hiện vị trí của cô gái một chân. Diệp Huyên cùng A Mục biến mất tại chỗ. Rất nhanh, hai người đi đến bờ sông, cô gái một chân đang giặt quần áo. Diệp Huyên vội vàng đến bên cạnh cô gái một chân, giành lấy quần áo trong tay nàng ta, tiền bối, loại việc nặng như này sao có thể để người làm. Để ta, cô gái một chân nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. A Mục nhìn dáng vẻ nịnh bợ của Diệp Huyên, che miệng cười. Cô gái một chân đột nhiên quay đầu nhìn A Mục, có việc gì? Nàng ta không muốn nói chuyện với Diệp Huyên. A Mục gật đầu, muốn mời cô nương giúp một việc. Cô gái một chân nhìn A Mục, giúp cái gì? Diệp Huyên ở bên cạnh đột nhiên nói, tiễn bọn ta một đoạn đường. Cô gái một chân nhìn về phía Diệp Huyên, cầm miệng. Diệp Huyên. Cô gái một chân quay đầu nhìn về phía A Mục nói, mong cô nương tiễn bọn ta một đoạn đường. Cô gái một chân nói, tiểu đạo bảo các ngươi đến. A Mục gật đầu.
Cô gái một chân trầm lặng. A Mục nhìn cô gái một chân, không nói lời nào. Diệp Huyên muốn nói lại thôi, hắn xem như đã hiểu. Cô gái một chân này và tiểu đạo đều không hoan nghênh hắn. Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không thể hiểu, bản thân từ khi nào đã khiến người ta chán ghét như vậy. Đúng lúc này, cô gái một chân đột nhiên nói, ta đưa các ngươi đi. Nghe vậy, Diệp Huyên thầm mừng trong lòng, vội vàng buông bỏ váy trong tay, lúc này cô gái một chân đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, giặt sạch cho ta. Giặt sạch. Diệp Huyên. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyên cuối cùng cũng giặt sạch hết quần áo của cô gái một chân. Cô gái một chân dẫn theo Diệp Huyên và A Mục vào trong bầu trời sao, nàng ta vẫy tay một cái, một tinh hạm cực lớn xuất hiện trước mặt ba người. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái một chân, cô nương, sao không dùng truyền tống trận? Sắc mặt cô gái một chân không chút thay đổi, không có truyền tống trận. Nơi đó là cấm địa do thiên đạo phong ấn, không truyền tống trận nào đi thông đến đó. Diệp Huyên chỉ vào tinh hạm trước mặt, chúng ta ngồi cái này đi có an toàn không? Cô gái một chân lạnh nhạt nói, không an toàn thì cũng không có cách nào khác. Diệp Huyên còn muốn hỏi gì đó, cô gái một chân đột nhiên tức giận nói, sao ngươi luôn có nhiều câu hỏi như vậy? Diệp Huyên. Cô gái một chân dẫn theo A Mục lên tinh hạm kia, thấy thế, Diệp Huyên vội vàng đi theo. Cô gái một chân vung tay phải lên, tinh hạm rung lên dữ dội, sau đó lập tức biến mất ở chỗ sâu trong bầu trời sao. Tốc độ cực nhanh. Tốc độ này làm cho Diệp Huyên có chút kinh ngạc, bởi vì quá nhanh. Nhanh hơn cả ngự kiếm của hắn. Trên tinh hạm, cô gái một chân đột nhiên nói, Đại Tế Ti, nơi đó không đơn giản, người thật sự muốn dẫn hắn đi. A Mục gật đầu, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Cô gái một chân khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía A Mục, Bất Chu Thần Sơn rốt cuộc là một nơi như thế nào? A Mục nhẹ giọng nói, một di tích cuối cùng của thời đại thiên đạo, nơi đó từng được đích thân thiên đạo phong ấn, không cho người ngoài đặt chân vào. Diệp Huyên chớp chớp mắt, chúng ta đi, liệu có xảy ra chuyện không? A Mục nhìn Diệp Huyên, cười nói, có thể sẽ không. Bởi vì ngươi và thiên đạo có một mối thiện duyên. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, A Mục, ngươi đến chỗ đó, còn có mục đích khác, đúng không? A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không nói nữa. A Mục đột nhiên nói, vì sao ngươi không hỏi ta có mục đích gì? Diệp Huyên cười nói, ngươi sẽ không hại ta, đúng không? A Mục nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười nói, mục đích của ngươi chính là mục đích của ta. Nghe vậy, khóe miệng A Mục khẽ dương lên, đúng. Bên cạnh, cô gái một chân bỗng nhiên nói, cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, câu này dùng hình như không thích hợp lắm. Lúc này, cô gái một chân liếc nhìn Diệp Huyên, rắn chuột một ổ. Diệp Huyên. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên quay đầu, tại nơi xa xôi sâu trong bầu trời sao, một bức tượng thiên long to lớn dần hiện ra. Nhìn thấy cảnh này, A Mục cau mày lại, đến rồi. Nói xong. Nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, hình ảnh của Thiên Long Bát Bộ kia rất lớn, toàn bộ phần đầu kéo dài qua cả tinh vực, trên người tản ra một uy lực vô hình. Uy lực áp chế của Thiên Long Bát Bộ. Một con Thiên Long Bát Bộ mạnh nhất trong Thiên Long tộc hiện nay, cũng là một con duy nhất. Thiên Long Bát Bộ nhìn xuống đám Diệp Huyên, Đại Tế Ti, người đây là muốn đi đâu? A Mục chớp chớp mắt, cười nói, đi dạo. Thiên Long Bát Bộ đột nhiên cười ha hả, đi dạo. Đại Tế Ti, người cũng thật thảnh thơi. Nói xong, ông ta đột nhiên hướng xuống phía dưới gầm thét. Một luồng long uy thổi quét xuống từ trên đầu đám người Diệp Huyên, lúc này, cả tinh vực đều sục sôi. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thiên Long Bát Bộ này mạnh hơn so với dự đoán của hắn. A Mục nhìn về phía cô gái một chân lại nhìn sang Diệp Huyên trầm lặng trong chốc lát, sau đó đạp mạnh chân phải, cả người hóa thành một tia kiếm quang phóng lên cao. Chém! Trong trời sao, một kiếm quang sáng như tuyết chém thẳng xuống, luồng long uy kia lập tức bị chém vỡ. Thiên Long Bát Bộ nhìn xuống Diệp Huyên đứng cầm kiếm, hắn chỉ nhìn Thiên Long Bát Bộ như vậy,
trong mắt không hề có vẻ sợ hãi. Thiên Long Bát Bộ đột nhiên biến mất, lúc này, một người đàn ông trung niên dáng người vạm vỡ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Biến thành người. Thiên Long Bát Bộ nhìn Diệp Huyên, con người, thịt Thiên Long Bát Bộ ăn ngon không? Diệp Huyên cười nói, hương vị cũng không tệ. Thiên Long Bát Bộ gật đầu, ta sẽ từng chút một ăn hết thịt của ngươi, để ngươi nhìn ta ăn, loại cảm giác ấy chắc chắn sẽ rất kỳ diệu. Diệp Huyên nhếch khóe miệng khinh thường, ngươi là cái quái gì? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Thiên Long Bát Bộ đánh một quyền ra. Một quyền này đánh ra, toàn bộ chân trời tinh vực đều rung lên vì nó. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyên chém tới. Trong nháy mắt Diệp Huyên bị chấn động trở về chỗ cũ, mà Thiên Long Bát Bộ kia cũng bị lùi xa mấy chục trượng. Cùng lúc đó, trên nắm tay của ông ta có một vết kiếm rất sâu, có vết máu. Thiên Long Bát Bộ nhìn thoáng qua nắm tay của mình, mày nhăn lại, hắn biết rõ cơ thể của mình, trong thiên tộc, cơ thể của ông ta tuyệt đối nằm trong ba người đứng đầu. Đừng nói ở thiên tộc, cho dù là ở cả thời đại thần ma, cơ thể ông ta cũng là đứng đầu. Nhưng ông ta thật không ngờ, thế mà lại bị Diệp Huyên chém bị thương. Thiên Long Bát Bộ nhìn kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên, hai mắt híp lại, chẳng trách ta Thiên Long Bát Bộ của Thiên Long tộc ta không địch lại ngươi. Hóa ra là có thần kiếm này. Nói xong, ông ta chậm rãi nắm chặt tay phải. Trong phút chốc, bốn phía sao trời đột nhiên xuất hiện một lực lượng thần bí. Lực lượng này tựa như thủy triều tụ tập về phía Thiên Long Bát Bộ. Rất nhanh, trên đầu ông ta xuất hiện một quyền ấn hình rồng mờ ảo. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh này, chân mày cau lại, đây là thuật thần thông gì? Lúc này, giọng của A Mục đột nhiên vang lên, đây là Thiên Long Quyền, tuyệt học trong Thiên Long tộc. Nên cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu, hắn không dám sơ suất, tay phải nắm chặt kiếm Thiên Chu, lực lượng và kiếm ý hùng mạnh lặng lẽ ngưng tụ, cùng lúc đó, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Một chút ánh sáng lạnh lẽo hiện ra từ trước mặt Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ híp mắt lại, đánh một quyền ra. Trong phút chốc, cả tinh vực liền trở nên hư ảo, không chịu nổi lực lượng của một quyền này. Kiếm quang vỡ tan, một bóng người bay ra, chính là Diệp Huyên. Lần bay này ước chừng xa đến mấy trăm trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn về phía Thiên Long Bát Bộ, mà lúc này, sắc mặt của Thiên Long Bát Bộ có chút khó coi, bởi vì ông ta phát hiện một quyền vừa rồi của ông ta không gây ra chút tổn thương đáng kể nào đến Diệp Huyên. Thiên Long Bát Bộ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người cũng là bất diệt kim thân. Diệp Huyên vỗ vỗ ngực, mỉm cười. Sau đó hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó, một thanh kiếm chém xuống đầu Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ mặt không chút biểu cảm, giơ cánh tay phải lên đỡ. Kiếm Thiên Chu chém lên cánh tay phải kia, Thiên Long Bát Bộ lập tức bị lùi xa mười mấy trượng, mà trên cánh tay phải của ông ta có một vết kiếm rất sâu, nhưng chỉ trong giây lát vết kiếm kia đã khôi phục bình thường. Diệp Huyên thấy vậy, chân mày cau lại. A Mục đột nhiên nói, Thiên Long Bát Bộ có năng lực tự chữa lành, ngươi không giết được ông ta. Ông ta cũng không giết được ngươi. Diệp Huyên trầm lặng. Theo như lần giao đấu vừa rồi, hắn quả thật không làm gì được Thiên Long Bát Bộ này, mà đối phương cũng không làm gì được hắn. Hai bất diệt kim thân giao đấu, chỉ có thể nói nhàm chán. Sắc mặt của Thiên Long Bát Bộ trở nên hơi khó coi, bởi vì ông ta cũng phát hiện, ông ta không giết được Diệp Huyên. Nếu ông ta muốn phân sống chết với Diệp Huyên thì ít nhất cũng phải đánh 10 ngày 10 đêm. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta đi. Diệp Huyên lui trở về tinh hạm, mà lúc này, Thiên Long Bát Bộ bỗng nhiên khôi phục lại bản thể. Ngay sau đó, ông ta từ không trung lao xuống, đánh thẳng vào tinh hạm. A Mục nhìn cô gái một chân, cô nương, chúng ta đi. Hai tay nàng ta kết lại thành một dấu tay kỳ quái, thầm đọc trong miệng. Đột nhiên, một lực lượng thần bí bao phủ lấy tinh hạm, trong chốc lát, tinh hạm kia lập tức biến mất khỏi mảnh sao trời này, mà Thiên Long Bát Bộ thì chỉ đụng vào hư không. Thiên Long Bát Bộ nhìn thấy tinh hạm biến mất, sắc mặt trở nên âm trầm, ông ta quay đầu nhìn lại, vì sao không ra tay. Nơi đó, một người đàn ông trung niên không biết đã xuất hiện từ khi nào. Hạo Thiên. Ở bên cạnh Hạo Thiên còn có A Bố Tạng và Cổ Chiến Thiên. Hạo Thiên nhìn phía xa, nhẹ giọng nói, bất diệt kim thân, người này quả thật yêu nghiệt.
Thiên Long Bát Bộ trầm giọng nói, người này cực kỳ không đơn giản. Hạo Thiên cười nói, đương nhiên không đơn giản, người này còn trẻ tuổi mà đã đạt đến bất diệt kim thân cảnh, phần thiên phú này cho dù ở thời đại kia của chúng ta cũng xem như rất đáng kinh ngạc rồi. Ngoài điều đó ra, thân phận của người này mới càng không đơn giản. Hai ngày nay, ta đã điều tra người này, cả cuộc đời của người này giống như là lừa đảo, cao nhân sau lưng lại càng nhiều vô kể, đối mặt với người này, chúng ta không được có chút sơ suất nào. A Bố Tạng đột nhiên nói, thần sư khi nào mới thức tỉnh? Thần sư! Nghe vậy, sắc mặt của mấy người đều lộ vẻ xúc động. Hạo Thiên lắc đầu, tạm thời không biết. A Bố Tạng nhẹ giọng nói, đại tế ti kia dùng việc cả vu tộc thức tỉnh muộn làm cái giá để nàng ta tự thức tỉnh, điều này thật sự là có khó đoán. Còn có Diệp Huyên, người này có nhân quả rất lớn trên người, nếu chúng ta trở thành kẻ địch của hắn, sợ là sẽ dính phải một vài nhân quả không tốt. Hạo Thiên trầm lặng. Nếu có thần sư của thiên tộc ở đây, bọn họ sẽ biết nên làm như thế nào. Nhưng mà hiện tại, thần sư vẫn chưa thức tỉnh. Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, mặc kệ hắn có nhân quả gì, người này đã gia nhập vu tộc, vậy thì chính là kẻ địch của thiên tộc ta. Hơn nữa, người này đã cướp lấy chí bảo của các tộc chúng ta, chẳng lẽ cứ chắp tay tặng hắn như thế sao? Theo ta thấy, không bằng chúng ta trực tiếp ra tay, giết chết hắn, còn cả đại tế ti kia. Không có đại tế ti túc trí đa mưu này, ngày sau vu tộc làm sao đối kháng với thiên tộc ta. A Bố Tạng lắc đầu, ta vẫn luôn cảm thấy việc này không đơn giản. Thứ nhất, tất cả mọi người hẳn là đều biết rõ đại tế ti, nếu giết nàng ta dễ dàng như vậy, chúng ta cũng không cần chờ tới bây giờ. Nàng ta lựa chọn Diệp Huyên làm vu thị, ắt có ý nghĩ sâu xa. Theo ta thấy, chúng ta có thể đợi thần sư thức tỉnh, sau đó bàn bạc lại nên làm thế nào. Không ổn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cổ Chiến Thiên đột nhiên lắc đầu, lúc này các cao thủ của vu tộc còn chưa thức tỉnh, chính là thời cơ tốt nhất cho chúng ta giết Diệp Huyên và đại tế ti kia. Nếu bỏ qua thời cơ này, một khi các cao thủ vu tộc thức tỉnh, khi đó, chúng ta muốn loại trừ đại tế ti thì đã muộn rồi. A Bố Tạng lại lắc đầu, ta luôn cảm thấy đại tế ti kia làm như vậy ắt phải có ý nghĩ sâu xa, chúng ta nên chờ thần sư thức tỉnh. Cổ Chiến Thiên nói, đương nhiên đại tế ti không đơn giản, nhưng A Bố Tạng ngươi phải biết, lúc này cao thủ vu tộc vẫn chưa thức tỉnh, đây là cơ hội ngàn năm có một của chúng ta. Mất đi cơ hội này, ngày sau loại trừ đại tế ti này, sợ là khó như lên trời. A Bố Tạng quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên, ngươi thấy thế nào? Hạo Thiên nhẹ giọng nói, các ngươi đã bỏ qua một điểm, Diệp Huyên và Tiểu Đạo. Tiểu Đạo. A Bố Tạng và Cổ Chiến Thiên đều trầm lặng. Có thể chắc chắn một điều, thực lực của Tiểu Đạo kia tuyệt đối mạnh hơn ba người bọn họ. Hạo Thiên nhẹ giọng nói, nàng ta thật sự quá mức thần bí, sợ rằng chỉ có thần sư mới biết được thân phận thật sự của nàng ta. Lúc này, Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta lập tức phải đưa ra một quyết định, là đuổi giết người này, hay là chờ thần sư thức tỉnh. Nếu là đuổi giết người này, chúng ta phải nhanh chóng hành động. Ba người chúng ta và Thiên Long Bát Bộ, cho dù Tiểu Đạo kia ra tay, chúng ta cũng có thể giết Diệp Huyên và Đại Tế Ti, điều kiện tiên quyết là bây giờ chúng ta ra tay, bởi vì Diệp Huyên và Đại Tế Ti rõ ràng là muốn tìm nơi giúp đỡ. A Bố Tạng gật đầu, đúng là phải đưa ra một quyết định, đề nghị của ta vẫn là chờ thần sư thức tỉnh. Hạo Thiên im lặng, dường như đang do dự. Nhưng vào lúc này, Thiên Long Bát Bộ đột nhiên nói, cho dù thần sư thức tỉnh, nàng cũng vẫn sẽ lựa chọn giết Diệp Huyên và Đại Tế Ti, các vị đừng quên Diệp Huyên đã gia nhập vu tộc, trở thành vu thị của Đại Tế Ti. Hơn nữa, người này hầm Thiên Long Bát Bộ của Thiên Long tộc, cướp chí bảo của các tộc, chẳng lẽ chúng ta còn có khả năng hòa giải với hắn sao? Mà bây giờ là thời điểm tốt nhất để chúng ta giết hắn và Đại Tế Ti kia, nếu mất đi cơ hội này, một khi cao thủ vu tộc tỉnh lại, khi đó, chúng ta muốn diệt trừ bọn họ, khó. Khó. Cổ Chiến Thiên gật đầu, không thể lỡ mất cơ hội này. A Bố Tạng muốn nói lại thôi. Không thể phủ nhận, đây thật sự là một cơ hội lớn đối với thiên tộc. Hạo Thiên đột nhiên nói, vậy giết. Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía xa, Bát Bộ, giữ bọn họ lại. Nghe vậy, Thiên Long Bát Bộ gật đầu, ông ta định đuổi theo tinh hạm của Diệp Huyên, nhưng vào lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thiên Long Bát Bộ.
cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc một thân áo giáp vàng, dị thú cầm kiếm, ánh mắt mang vẻ khí khái anh hùng. Người tới chính là A-La. Thiên Long Bát Bộ nhìn thấy A-La, nheo mắt lại, các hạ có ý gì? A-La nhìn Thiên Long Bát Bộ ở trước mặt, vẻ mặt không chút thay đổi, ngăn cản các ngươi một lát. Thiên Long Bát Bộ nở nụ cười khinh thường, chỉ dựa vào ngươi. A-La đột nhiên cầm kiếm chém vào yết hầu của mình. Suy, xa xa, cơ thể Thiên Long Bát Bộ đột nhiên nứt ra, một tia máu tươi bắn tung tóe ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của ba người Hạo Thiên đang ở phía xa kia bỗng ngưng trọng lại. Còn về phần Thiên Long Bát Bộ kia, trong lòng ông ta lúc này càng là sợ hãi đến cực điểm. Một kiếm kia, đã trực tiếp phá thân thể của đối phương. Nếu như lại đến một kiếm nữa, ông ta chết chắc. Đám người Hạo Thiên nhìn chằm chằm A-La, người con gái trước mặt này rốt cuộc là ai? Lúc này, Hạo Thiên đột nhiên lên tiếng, các hạ là ai? A-La không thèm để ý đến Hạo Thiên, nàng ta quay đầu lại nhìn phía cuối bầu trời sau phía xa một cái, rồi nói, được rồi. Nói xong, nàng ta xoay người rời khỏi. Hai mắt Hạo Thiên khẽ híp lại, mong các hạ chỉ giáo. Nói xong, ông ta đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt! Không gian phía sau A-La đột nhiên vỡ ra, một đường ánh sáng màu vàng kim lao tới. Mặt A-La không chút cảm xúc, rút kiếm chém một nhát. Ầm! Đạo kiếm quang kia trong nháy mắt vỡ vụn, mà Hạo Thiên kia đã quay trở về chỗ cũ. Ông ta lúc này, trong ánh mắt lại thêm mấy phần ngưng trọng. A-La nhìn Hạo Thiên, lòng bàn tay nàng ta đột nhiên xòe ra, kiếm tựa như một tia sấm sét bay ra. Ở phía xa, Hạo Thiên tiến lên một bước, đấm ra một quyền, trên quyền bạo phát ra một mảng ánh sáng màu vàng kim óng ánh, trong mảng sáng màu vàng kim này hội tụ vô số loại phù văn màu vàng kim kỳ dị. Đùng đoàng, cùng với một tiếng nổ vang lên, mảng sáng màu vàng kim kia đột ngột vỡ ra, trường kiếm phóng thẳng tới, chém thẳng về phía Hạo Thiên. Hai mắt của Hạo Thiên khẽ nheo lại, tay phải bỗng nhiên nắm chặt lại, một tấm khiên phù văn màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Ầm, kiếm của A-La đã bị chặn lại. Lúc này, tay phải của A-La xòe ra, kiếm quay trở về trong tay nàng ta, nhưng ngay sau đó, kiếm lại một lần nữa bay ra, tốc độ nhanh vô cùng, khiến mấy người đang có mặt đều biến sắc. Ầm. Tấm khiên phù văn màu vàng kim trước mặt Hạo Thiên ở đằng xa kia vỡ tan ngay lập tức, đồng thời ông ta cũng liên tiếp lùi ra xa hàng trăm trượng, mà không gian trước mặt, ngay lập tức đã biến thành một mảnh hư vô. Áp chế! Chấm 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 chấm. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của A Bố Tạng và Cổ Chiến Thiên đang có mặt kia lại một lần nữa trở nên căng như dây đàn. Trong mắt Hạo Thiên lúc này ngoài vẻ căng thẳng, còn có một tia sợ hãi. A-La không ra tay nữa, mà xoay người rời đi. Cổ Chiến Thiên đang định ra tay thì lúc này, Hạo Thiên đột nhiên lắc đầu. Cổ Chiến Thiên nhìn về phía Hạo Thiên, người sau khẽ nói, cô ta là đang muốn ngăn cản chúng ta đuổi theo tên Diệp Huyên kia, đừng để mắc bẫy, mục tiêu của chúng ta là Diệp Huyên. Nói xong, mấy người bọn họ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyên, sau khi bị A-La ngăn lại, điều này khiến Hạo Thiên càng thêm phần chắc chắn muốn giết Diệp Huyên. Người này quá thần bí, bây giờ không trừ khử, sau này ắt sẽ thành mối họa lớn của thiên tộc. Trên bầu trời đầy sao xa xăm, A-La đột nhiên dừng lại, nàng ta quay đầu lại nhìn, có một người con gái đang đứng đó. Tiểu Đạo. Tiểu Đạo nhìn A-La dò xét một cái, cười nói, không hổ là bất bại A-La, Hạo Thiên đó so với cô, kém hơn rất nhiều. A-La nhìn Tiểu Đạo, có chuyện gì không? Người khác sợ Tiểu Đạo. Chứ nàng ta không sợ. Đương nhiên, nàng ta cũng không muốn đối địch với Tiểu Đạo, dù sao thì Tiểu Đạo cũng đã từng giúp đỡ Diệp Huyên không ít. Tiểu Đạo khẽ mỉm cười nói, A-La, cô thật sự muốn can dự vào chuyện này. Mặt A-La không chút biểu cảm, không thể can dự sao? Tiểu Đạo lắc đầu mỉm cười, đương nhiên có thể, chỉ là, A-La à, ta nghĩ cô không nên can dự vào chuyện này. A-La nhìn Tiểu Đạo, cô đang muốn nói đến nhân quả trên người tên kia. Tiểu Đạo gật đầu. Hai mắt A-La khẽ híp lại, cô muốn nói gì? Tiểu Đạo nhẹ giọng nói, mãi đến lúc đại tế ti kia tìm đến hắn, ta mới phát hiện ra, ta đã đánh giá thấp rồi. Nói đoạn,
Nàng ta chợt lắc đầu cười một cái, rất nhiều người, bao gồm cả đại tế ti kia, bọn họ đều cho rằng mọi việc đều nằm trong tính toán của mình, nhưng lại không biết rằng, bọn họ sớm đã nằm trong tính toán của người khác. Những gì mà tự bản thân bọn họ cho rằng, thực ra lại chính là những gì mà người khác khiến bọn họ nghĩ như vậy. A-la đột nhiên nói, tiên tri. Tiểu đạo gật đầu. A-la nhìn tiểu đạo, tiên tri quyết định sẽ không quay lại nữa. Tiểu đạo gật đầu, không quay lại nữa. Thứ nhất, ông ta chưa từng nghĩ sẽ quay lại, ông ta làm như vậy chính là hy sinh bản thân mình. Thứ hai, cho dù ông ta có muốn quay lại thì cũng không thể quay lại. A-la nói, cô gái váy trắng. Tiểu đạo gật đầu, không chỉ cô gái váy trắng, còn có một vài người nữa. Nói đoạn, nàng ta đột nhiên nhìn về điểm cuối tinh không phía xa kia một cái, ta phát hiện, ván cờ mà tiên tri bày ra thật là lớn, lớn hơn so với những gì mà chúng ta tiên liệu. A-la trầm mặc một lúc rồi nói, nếu như ông ta có mục đích, há cớ gì phải hy sinh bản thân như vậy? Bản thân ông ta còn sống, thì không phải năng lực sẽ càng lớn sao? Tiểu đạo cười nói, đúng là như vậy, nhưng, có người sẽ không chịu buông tha cho ông ta. A-la nhìn tiểu đạo, cô gái váy trắng. Tiểu đạo gật đầu, nếu ta đoán không lầm, chuyện mà ông ta muốn làm, nhất định cần có cô gái váy trắng này. A-la lắc đầu, người con gái đó sẽ không để cho ông ta tính kế đâu. Tiểu đạo nhìn A-la, đó là lúc cô ta vô địch. Nghe vậy, đồng tử của A-la khẽ co lại. Đột nhiên, nàng ta đã hiểu ra điều gì đó. Tiểu đạo đột nhiên nói, kỳ thực, cũng không tính là tính kế. Chẳng có ai có thể kiểm soát được hết tất cả mọi thứ, tính toán được hết tất cả mọi chuyện. Nhất là người con gái đó, cô ấy sớm đã có thể cắt đứt nhân quả trên người mình. A-la đột nhiên nói, ngũ duy kiếp có thể giết chết cô ta không? Tiểu đạo lắc đầu mỉm cười, đùa cái gì thế? A-la trầm giọng nói, mục đích thực sự của tiên tri không phải là ngũ duy kiếp. Tiểu đạo lại lắc đầu, không, mục đích thực sự của ông ta chính là ngũ duy kiếp, nhưng, sau ngũ duy kiếp thì sao? A-la nhìn tiểu đạo khẽ nói, ngũ duy kiếp, là kiếp nạn của lòng người, người xưa có câu, thiên tai nhân họa, ngũ duy kiếp là thiên tai, cũng là nhân họa. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên cười nói, nhưng, vẫn còn nhân họa lớn hơn. A-la nhìn chằm chằm tiểu đạo, cô rốt cuộc là ai? Tiểu đạo cười nói, có nói thì cô cũng không biết. A-la trầm mặc. Tiểu đạo nhìn A-la, A-la, nói nhiều với cô như vậy, là muốn để cho cô biết, đừng có lo lắng cho như thế, bởi vì kẻ nào giết tên kia thì kẻ đó sẽ xui xẻo tám đời. A-la trầm mặc một lúc rồi nói, thiên đạo có suy nghĩ gì? Tiểu đạo cười nói, thiên đạo đã từng giúp đỡ rất nhiều lần. Cô nói xem người có suy nghĩ gì. A-la gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu đạo đột nhiên nói, cô hà cớ không cắt đứt sợi dây nhân quả kia với ông ta. Nếu làm như vậy, kiếm đạo của cô, ắt sẽ càng mạnh hơn. A-la nhìn tiểu đạo một cái, nếu như cô gái váy trắng cắt đứt nhân quả với tên kia thì sẽ thế nào? Tiểu đạo trầm mặc. A-la lại nói, hắn thật lòng đối đãi với ta, ta ắt thật lòng đối đãi với hắn. Nói xong. Nàng ta xoay người rời đi, dường như nghĩ đến điều gì, nàng ta lại dừng lại rồi nói, cô thì sao? Cô có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, hiểu được mọi thứ, vậy mục đích tồn tại của cô lại là gì? Tiểu đạo trầm mặc. A-la nói, không nói cũng không sao. Nói xong, nàng ta hướng về phía xa mà bước. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên cười nói, kỳ thực, ta chỉ là muốn trị thương mà thôi. A-la quay người lại nhìn tiểu đạo, chữa nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa trị khỏi sao? Tiểu đạo cười nói, vẫn chưa. A-la hỏi, tại sao lại bị thương? Tiểu đạo khẽ mỉm cười, đánh nhau với người ta. A-la nhìn tiểu đạo, thực lực hiện giờ của cô là mấy phần so với lúc đầu? Tiểu đạo chớp mắt, chắc chưa đến một phần. Nghe vậy, tay phải của A-la không kìm được mà nắm chặt vĩnh sinh kiếm trong tay. Cuối bầu trời đầy sao phía xa, ba người Diệp Huyên đang ngồi trên tinh hạm nhanh chóng bay qua dải ngân hà rộng lớn. Trên tinh hạm, Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, hắn khẽ nhíu mày, không có đuổi theo tới đây sao? A Mục lắc đầu, có người đã cản bọn chúng lại rồi. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục, ai? A Mục chớp mắt, một cô gái cầm kiếm. A-la,
Người đầu tiên mà Diệp Huyên nghĩ đến chính là A-La, bởi vì không thể là cô gái váy trắng, nếu như là cô gái váy trắng, không phải là cản lại, mà là chém giết rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô ấy gặp nguy hiểm sao? A Mục lắc đầu, không. Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên khẽ thả lỏng. A Mục đột nhiên nói, sao ngươi lại quen được nhiều cô gái mạnh như vậy chứ? Diệp Huyên. Ở phía xa, cô gái một chân đột nhiên nói, bọn chúng lại đuổi tới rồi. A Mục quay đầu lại nhìn một cái, gật đầu, phải. Sắc mặt của Diệp Huyên trầm xuống, hắn nhìn về phía cô gái một chân, chúng ta còn bao lâu nữa mới tới Bất Chu Thần Sơn? Cô gái một chân nhìn về phía xa xa, còn một ngày nữa. Một ngày. Diệp Huyên nhíu mày, hắn quay người nhìn về phía cuối bầu trời đầy sao phía xa xăm, vẫn là cái tên Thiên Long Bát Bộ kia sao? A Mục lắc đầu, ngoài ông ta ra, còn có Hạo Thiên của Thiên Tộc, A Bố Tạng của Minh Phủ, cùng với Cổ Chiến Thiên của Cổ Hình Tộc. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ba tên này, tên nào ngươi cũng đều đánh không lại. Diệp Huyên. Lúc này, A Mục đột nhiên bấm đốt ngón tay, nàng ta thầm niệm thần chú, rất nhanh ngay sau đó, tốc độ của tinh hạm kia lại tăng nhanh hơn. Lần này, tốc độ này lại tăng nhanh hơn một chút, nhanh đến mức tinh hạm đã có chút khó mà chịu đựng nổi. Cô gái một chân nhìn về phía A Mục, cứ tiếp tục với tốc độ này, thì hai canh giờ nữa tinh hạm này sẽ tan thành tro. A Mục gật đầu, ta biết, có điều, nếu để bọn chúng đuổi kịp, nó sẽ biến mất ngay bây giờ. Cô gái một chân nói, hai canh giờ, nghĩ cách đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, chúng ta cùng đánh với bọn chúng đi. Nói đoạn, hắn nhìn về phía cô gái một chân, tiền bối, người đánh hai tên, ta đánh một tên. Cô gái một chân nhìn Diệp Huyên, không nói gì. A Mục đột nhiên cười nói, vô ích thôi, bởi vì cuối cùng thì chúng ta xong đời là cái chắc. Nói đoạn, nàng ta dùng mắt ra hiệu với Diệp Huyên. Diệp Huyên đã hiểu, cô gái một chân chỉ là tiễn bọn họ, chuyện này chẳng liên quan gì đến người ta, không thể kéo người ta xuống nước theo được. Bằng không, quá thất đức rồi. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục, cô bình tĩnh như vậy, nhất định là cô đã có cách, phải không? A Mục cười hi hi, có cách, nhưng cần ngươi giúp. Diệp Huyên hỏi, giúp gì? A Mục quay đầu lại nhìn, khẽ nói, cung cấp huyền khí cho ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô muốn làm gì? A Mục nói, bày trận. Nói xong, hai mắt nàng ta chậm rãi nhắm lại, đồng thời lấy ra cây pháp trượng kia, nàng ta nhanh chóng vung pháp trượng, vu thần ơi! Cứu mạng đi! Nghe vậy, khóe miệng Diệp Huyên khẽ co giật, đây chính là thần chú của A Mục cô sao? Chính vào lúc này, trên bầu trời đầy sao trước mặt A Mục kia đột nhiên rung lên, ngay sau đó, vô số phù văn màu đen đột nhiên xuất hiện. Đám phù văn quỷ dị này quay nhanh, trong chốc lát, cả bầu trời đầy sao xuất hiện một tấm lưới phù văn thần bí. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục, đây là cái gì? A Mục đáp, pháp trận vu tộc. Diệp Huyên nói, có thể ngăn bọn họ lại sao? A Mục lắc đầu, không thể. Diệp Huyên có chút không hiểu, thế thì làm cái này có tác dụng gì? A Mục chớp mắt, chẳng có tác dụng gì cả, chỉ là cảm thấy thú vị thôi. Diệp Huyên. Nghe được lời này của A Mục, Diệp Huyên không nói nên lời. Đây là, A Mục đột nhiên cười nói, đùa với người đó. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía những phù văn trên bầu trời kia, khẽ nói, đây là một ảo trận, bọn họ bước vào nơi này, thì chẳng khác nào bước vào trong ảo trận, bằng cách này, liền có thể kéo dài thêm cho chúng ta một chút thời gian. Diệp Huyên gật đầu, hiện giờ cô cần linh khí sao? A Mục khẽ gật đầu, truyền linh khí cho ta cần duy trì để bày trận. Diệp Huyên bước đến bên cạnh A Mục, tay phải hắn đặt lên vai A Mục, một luồng linh khí tinh khiết thuần túy truyền vào trong cơ thể A Mục. A Mục lại một lần nữa bày trận. Trên đường đi, A Mục đã bày ra vô số ảo trận, nhưng sau một thời gian bày trận, tinh hạm mà bọn họ đang cưỡi trên đó đã bắt đầu bốc cháy, cùng lúc đó, trên bầu trời đầy sao phía sau bọn họ. Đã truyền đến chấn động của một luồng sức mạnh to lớn. Trên tinh hạm, Diệp Huyên đang cầm kiếm, nhìn bầu trời đầy sao kia, lúc này, những phù văn của đại trận mà A Mục đã bày ra đang nhanh chóng biến mất. Ở phía xa, mặt cô gái một chân không cảm xúc, vẫn đang điều khiển tinh hạm tiếp tục bay. Vẻ mặt A Mục bình tĩnh, khi thì chau mày, không biết đang nghĩ gì.
Bất luận thế nào, Diệp Huyên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến đầu tiên. A Mục đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cô gái một chân, cô nương, còn bao lâu nữa thì tới. Cô gái một chân liếc nhìn về phía xa, nếu các ngươi không nghĩ cách ngăn bọn họ lại, chúng ta nhất định sẽ không thể đến được đó. A Mục trầm mặc. Chính vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, cứ dừng ở đây đi vậy. Cô gái một chân và A Mục nhìn về phía Diệp Huyên thì nhìn về phía cô gái một chân, cười nói, cô nương, cứ tiễn chúng ta tới đây được rồi. Cô gái một chân nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, sau đó chỉ về phía bên phải, cô lái tinh hạm đi hướng này đi. Hai mắt cô gái một chân khẽ híp lại, ngươi muốn ta dụ địch. Diệp Huyên bấm đốt ngón tay, 50 sợi khí tím tinh khiết thuần túy rơi xuống trước mặt cô gái một chân. Cô gái một chân liếc nhìn 50 sợi khí tím một cái, không nói gì. Diệp Huyên nói, đây là để cảm tạ ân tình cô nương đã đưa tiễn. Nói xong, hắn lại bấm đốt ngón tay, 100 sợi khí tím rơi xuống trước mặt cô gái một chân. Cô nương, ta không biết thực lực của cô rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng ta biết, ba kẻ đó chắc chắn giết không nổi cô. Hơn nữa, mục đích của bọn chúng không phải là cô, vì vậy, lúc bọn chúng phát hiện ra bọn ta không còn ở trên tinh hạm, bọn chúng nhất định sẽ không ra tay với cô. Cô gái một chân hất tay phải, 150 sợi khí tím đã bị nàng ta thu lại. Diệp Huyên chắp tay làm lễ, đa tạ. Nói xong, hắn dẫn theo A Mục biến mất tại chỗ. Cô gái một chân nhìn về nơi xa thẳm trên bầu trời đầy sao, rồi lái tinh hạm đi về hướng khác. Chẳng mấy chốc, đám người Hạo Thiên kia xuất hiện trên bầu trời đầy sao này. Hạo Thiên liếc nhìn bầu trời đầy sao phía xa một cái, ông ta đang định đuổi theo, đúng lúc này, A Bố Tạng đột nhiên nói, hướng đó không có ảo trận nữa rồi. Nghe vậy, hai mắt Hạo Thiên khẽ híp lại, bọn chúng không có đi về hướng đó. A Bố Tạng gật đầu. Hạo Thiên trầm giọng nói, rốt cuộc bọn chúng muốn đi hướng nào? A Bố Tạng lướt mắt nhìn tứ phía bầu trời sau một cái, hai mắt từ từ nhắm lại, một lúc sau, ông ta đột nhiên mở mắt ra, bọn chúng muốn đi Bất Chu Thần Sơn. Bất Chu Thần Sơn. Nghe vậy, đám người đang có mặt lập tức biến sắc. Đối với nơi này, bọn họ đương nhiên là quen thuộc rồi. Đây chính là một nơi di chỉ cuối cùng của thời đại thiên đạo, mà đối với người của thời đại thần ma mà nói, đó là cấm địa của bọn họ. Bởi vì nơi đó đã bị thiên đạo phong ấn. Lúc này, Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, bọn chúng là muốn tìm đường chết sao? A Bố Tạng lắc đầu, Đại Tế Ti dẫn theo tên thiếu niên kia đi đến nơi đó, ắt có ý đồ thâm sâu. Cổ Chiến Thiên khẽ chau mày, ý đồ thâm sâu gì? A Bố Tạng trầm mặc. Hạo Thiên đột nhiên nói, Đại Tế Ti này thúc trí đa mưu, dẫn hắn đến nơi đó, nhất định có ý đồ. Còn nữa, nếu như bọn chúng thực sự đã đến nơi đó, e là chúng ta sẽ khó mà giết được bọn chúng rồi. Không dám tiến vào. Đại Tế Ti dám dẫn Diệp Huyên đi Bất Chu Thần Sơn, thế nhưng, bọn họ lại không dám tiến vào. Thiên đạo. Đây không phải là người dễ chọc vào. Chính vào lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nói, đi Bất Chu Thần Sơn, nếu như bọn chúng có thể đi thì tại sao chúng ta lại không thể đi? A Bố Tạng khẽ chau mày. Hành động này có chút mạo hiểm. Hạo Thiên nhìn về phía A Bố Tạng, ta không biết Đại Tế Ti đó định làm gì, nhưng ta biết, nếu như bây giờ chúng ta không tiêu diệt bọn chúng, e rằng sau này sẽ chẳng còn nhiều cơ hội nữa. Còn nữa, chí bảo của các tộc chúng ta đều đang nằm trong tay Diệp Huyên kia, nếu hắn chết ở trên Bất Chu Thần Sơn đó, thì những bảo vật kia phải tính sao? A Bố Tạng trầm mặc. Hạo Thiên quay đầu lại nhìn về phía hướng của Bất Chu Thần Sơn. Khẽ nói, hai kẻ này, nhất định phải chết. Nói xong, ông ta trực tiếp biến mất ở nơi cuối chân trời. A Bố Tạng, Cổ Chiến Thiên, còn có Thiên Long Bát Bộ kia cũng đuổi theo sau. Trên bầu trời đầy sao phía xa, Diệp Huyên cõng A Mục ngự kiếm mà đi, dưới sự trợ giúp của A Mục, tốc độ của hắn cũng chỉ chậm hơn tốc độ của tinh hạm đã tăng tốc kia một chút mà thôi. Dọc đường, Diệp Huyên đột nhiên nói, A Mục, hay là cô vào trong tháp đi. A Mục chớp mắt, không cần. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? A Mục cười hi hi một tiếng, người cõng ta thấy thoải mái hơn. Diệp Huyên. A Mục nhìn về phía xa, khẽ nói, kế sách của ngươi rất hay, nhưng lừa không nổi bọn chúng đâu.
Diệp Huyên trầm mặc. A Mục cười nói, lần này, cường giả của Vu tộc vẫn chưa tỉnh lại, là thời cơ tốt nhất để bọn chúng giết ta. Bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu, trừ phi, thần sư kia tỉnh lại. Diệp Huyên khẽ chau mày, thần sư của bọn họ tỉnh lại thì sẽ không giết cô sao? A Mục khẽ mỉm cười, không, thần sư sẽ giết ta, nhưng sẽ không giết ngươi. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? A Mục chớp mắt, bởi vì nàng ấy cũng rất thông minh, nàng ấy không những sẽ không giết ngươi, mà còn sẽ có được ngươi. Mặt Diệp Huyên đen lại, đây là lời gì thế này? A Mục cười nói, đáng tiếc, thần sư chưa tỉnh lại. Diệp Huyên trầm giọng đáp, A Mục cô nương, tại sao thần sư lại không giết ta? A Mục chớp mắt, người đoán xem. Diệp Huyên lắc đầu, ta không đoán. A Mục khẽ mỉm cười, đám người Hạo Thiên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy lợi ích trước mắt, nhưng thần sư thì có thể nhìn thấy được tương lai. Nói đoạn, nàng ta dừng lại một chút rồi lại nói, bất luận thế nào, người phải nhớ rõ một điều, sống cho thật tốt. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, này này, sao cô giống như là đang nói lời trăng trối vậy? A Mục mỉm cười, không nói gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, A Mục, cô đừng làm chuyện ngu ngốc. Chúng ta nhất định sẽ tới được Bất Chu Thần Sơn. A Mục trầm mặc. Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía A Mục, đừng làm chuyện ngu ngốc. A Mục cười nói, không đâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, hoặc là cùng đến Bất Chu Thần Sơn, hoặc là cùng chết. A Mục chớp mắt, cùng chết. Diệp Huyên gật đầu, ta nghiêm túc đó. Ta không hy vọng cô vì để ta sống sót mà hy sinh bản thân mình. Hiểu không? A Mục trầm mặc. Diệp Huyên cõng A Mục, ngự kiếm biến mất ở phía cuối chân trời. Dọc đường, Diệp Huyên đột nhiên nói, tầng 9 tiền bối, có cách gì không? Đánh nhất định là không thể đánh rồi, hắn và A Mục nhất định đánh không lại đám người đó. Tầng 9 trầm mặc một lúc rồi nói, không có cách gì cả. Diệp Huyên, A Mục đột nhiên nói, nhiều nhất một khắc nữa, bọn họ sẽ đuổi kịp chúng ta. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn một cái. Khoảnh khắc này, hắn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh đang áp chế, mặc dù vẫn còn rất nhỏ, nhưng nó đang càng lúc càng lớn dần. Sắc mặt của Diệp Huyên xa sầm xuống. Ở một nơi nào đó trên bầu trời đầy sao, một người con gái cứ như thế đứng nhìn Diệp Huyên đang chạy tháo mạng phía xa. Người con gái này, chính là Tiểu Đạo. Lúc này, cô gái một chân kia cũng xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Đạo. Cô gái một chân nhìn về phía xa xa, tại sao lại giúp ta? Cô gái một chân cười nói, người dễ tự ái như cô, nếu không phải như vậy, cô tuyệt đối sẽ không tìm hắn để lấy khí tím đâu. Cô gái một chân quay đầu lại nhìn Tiểu Đạo, tại sao lại giúp ta? Tiểu Đạo khẽ mỉm cười, con người của cô không tồi. Cô gái một chân quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Đạo, hắn đánh không lại mấy tên đó đâu. Tiểu Đạo nhàn nhạt nói, đó là chuyện của hắn. Cô gái một chân ngẩng đầu nhìn về nơi xa thẳm trên bầu trời đầy sao, Bất Chu Thần Sơn đó có gì? Tiểu Đạo cười nói, cô nghĩ là có gì? Cô gái một chân khẽ nói, thiên đạo. Tiểu Đạo lắc đầu, thiên đạo không ở đó. Cô gái một chân khẽ chau mày, thế nơi đó có gì? Tiểu Đạo mỉm cười, không nói gì. Cô gái một chân nhìn Tiểu Đạo, cô đúng là thích ăn đòn. Tiểu Đạo cười ha ha một tiếng, chính vào lúc này, nàng ta quay đầu lại nhìn, ở phía xa, nàng ta đã nhìn thấy một đám người, chính là đám người Hạo Thiên. Nhìn thấy cảnh này, cô gái một chân nhíu mày. Nàng ta biết, hai người Diệp Huyên đã bị đuổi kịp rồi. Phía cuối bầu trời đầy sao, Diệp Huyên cùng A Mục đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn, lúc này, đám người Hạo Thiên đã xuất hiện ở trước mặt mình và A Mục. Hạo Thiên nhìn A Mục một cái. Cười nói, Đại Tế Ti, cô định đi đâu? A Mục khẽ mỉm cười, đi Bất Chu Thần Sơn. Hạc Thiên nhìn chằm chằm A Mục, đi Bất Chu Thần Sơn làm gì? A Mục chớp mắt, người đoán xem. Hạo Thiên lắc đầu, Đại Tế Ti, cô phải hiểu một điều, hiện giờ cường giả của Vu tộc vẫn chưa có tỉnh lại. A Mục gật đầu, ta biết. Hạo Thiên nhìn A Mục, hỏi lần cuối cùng, cô đi Bất Chu Thần Sơn làm gì? A Mục cười nói, thực sự chỉ là để chạy thoát mạng mà thôi a. Hạo Thiên nhìn A Mục, tay phải từ từ nắm chặt lại. Chính vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên giữ chặt A Mục đang định nói,
hắn trực tiếp đưa A Mục vào trong tháp ngục giới, cùng lúc đó, tháp giới ngục trực tiếp bị phong tỏa. Trong tháp giới ngục, A Mục ngây người. Diệp Huyên nhìn về phía Hạo Thiên đang ở phía xa kia, cười nói, chào chư vị. Hạo Thiên nhìn Diệp Huyên, người muốn lấy một đánh ba sao. Diệp Huyên lắc đầu, đánh không thắng nổi. Hạo Thiên cười nói, chúng ta cho phép ngươi gọi người đến. Diệp Huyên nhìn Hạo Thiên, ta muốn một đấu một với ngươi. Một đấu một. Hạo Thiên đột nhiên cười nói, ta thấy không cần thiết, bởi vì ngươi đánh không lại ta. Hơn nữa, ta thấy loại một đấu một này, chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế nên, hoặc là giờ người bỏ chạy, hoặc là ngươi gọi người tới. Diệp Huyên trầm mặc. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, quyết định không gọi thêm người tới sao. Hai mắt Diệp Huyên từ từ đóng lại, tiền bối, ta với ba người bọn họ đánh nhau, có mấy phần thắng. Tầng 9 đáp, 10 phần. Diệp Huyên ngây người, thật sao? Tầng 9 lại đáp, là nằm mơ đó. Diệp Huyên. Lúc này, Hạo Thiên kia đột nhiên cười nói, Diệp Huyên, nghe nói phía sau ngươi có vô số cường giả, giờ ta cho ngươi cơ hội, ngươi quả quyết sẽ không gọi sao? Diệp Huyên nhìn Hạo Thiên, thực sự muốn ta gọi thêm người tới sao? Hạo Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không gọi, bổn thần xem thường ngươi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta vốn không muốn gọi đâu, nhưng ngươi đã nói như vậy, ta thấy nếu ta không gọi, thì có chút không phải với ngươi. Dứt lời, hắn lấy ra một chiếc hộp màu đen. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Sở dĩ Hạo Thiên làm vậy là bởi ông ta biết mình không thể nào chém chết Diệp Huyên và Đại tế Ti A Mục trước mặt một cách dễ dàng được. Vì họ có người bảo kê. Ông ta hy vọng kẻ địch của mình sẽ ở ngoài sáng chứ không phải trong tối. Bởi vì ông ta có thể cảm nhận được nơi này có cường giả đang ẩn nấp, người đó chỉ chưa xuất hiện mà thôi. Diệp Huyên nhìn chiếc hộp màu đen trước mặt mình, không nói tiếng nào. Đây là món đồ mà nhóc màu trắng để lại cho hắn. Trong đấy có gì? Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết lúc nhóc màu trắng tức giận thì đã muốn mở chiếc hộp này ra. Chắc chắn chiếc hộp này không hề đơn giản. Vốn dĩ hắn đã tính để dành chiếc hộp này đến thời điểm quan trọng mới sử dụng, nhưng giờ phút này lại bó tay hết cách, đành phải dùng luôn thôi. Suy cho cùng hắn cũng không đánh nổi mấy vị trước mắt này. Diệp Huyên nhẹ nhàng mở hộp, bên trong có một luồng sáng đen bay vụt ra, sau đó nhanh chóng tụ lại thành một cô gái nhỏ màu đen. Trang phục của cô bé ấy vô cùng quái lạ, trên người mặc một chiếc áo ngắn không tay in hình con yêu thú nào đó, dài áo chỉ hơn cánh tay một chút. Cô bé còn mặc một chiếc quần bó màu lam, chỗ đầu gối bên phải có một vết rách nhỏ, trông có vẻ như cố tình mài ra mà thành. Mà trên chân cô bé là một đôi dép sỏ ngón, hai bàn chân nhỏ trắng nõn nà cứ thế lộ rõ. Điểm đặc biệt nhất chính là trên đỉnh đầu cô bé còn có sừng, sau lưng có cái đuôi nhỏ. Ở một góc tối nào đó, tiểu đạo gắt gao nhìn chằm chằm cô bé kia, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cô gái một chân bên cạnh nàng ta đột nhiên cất lời, nhóc đó là ai vậy? Gương mặt tiểu đạo không chút cảm xúc, đính chính, nhóc đó không phải người. Cô gái một chân. Ở nơi xa, đám người Hạo Thiên cũng đang nhìn cô bé vừa mới xuất hiện. Hạo Thiên, A Bố Tạng và Cổ Chiến Thiên không hề chú ý tới vẻ mặt đầy e sợ của Bát Bộ Thiên Long lúc này. Diệp Huyên cũng đang nhìn cô bé, tất nhiên là hắn nhận ra cô bé này rồi. Cô bé ấy giống với nhóc màu trắng. Cô bé đột nhiên ngáp một cái, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt cô bé dừng lại ở trên người Diệp Huyên. Diệp Huyên liền nhếch miệng cười, chào nhóc. Cô bé liếc Diệp Huyên một cái, chân mày khẽ nhíu, sao ngươi vẫn yếu ớt vậy chứ? Diệp Huyên. Cô bé lại liếc nhìn bốn phía, bạch đâu? Nhóc màu trắng sao? Diệp Huyên nheo mắt, vội vàng đáp, nhóc ấy đi rồi. Cô bé nhìn Diệp Huyên, đi rồi. Diệp Huyên gật đầu, ừ, đi rồi. Cô bé liền nhún vai, vậy ta cũng đi đây. Dứt lời, cô bé liền xoay người rời đi. Diệp Huyên vội vàng kéo cô bé lại. Cô bé quay đầu nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên thoáng do dự một lát rồi mới cất lời, có thể giúp ta đánh nhau được không? Đánh nhau sao? Ánh mắt cô bé sáng lên, nhưng chỉ thoáng chốc đã lắc đầu, không được. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, tại sao? Cô bé liền nhếch miệng, ca ca ta từng nói không thể cứ giúp ngươi mãi được, ngươi phải tự học cách đối mặt đi.
Diệp Huyên trừng mắt, ca ca nhóc là ai? Cô bé liền đáp, thì là ngươi. Nói tới đây, cô bé liền ngừng lời, không nói tiếp nữa. Diệp Huyên. Cô bé nhìn Diệp Huyên, người bị người ta bắt nạt à? Diệp Huyên gật đầu lia lịa, đúng vậy. Dứt lời, hắn liền chỉ về phía đám người Hạo Thiên đằng xa, bọn họ lấy đông hiếp ít, bốn người đòi đánh một mình ta. Cô bé quay đầu liếc đám người Hạo Thiên một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, yếu xìu thế mà ngươi cũng không đánh lại sao? Diệp Huyên, cô bé đột nhiên cất lời. Ca ca ta không cho ta đánh nhau hộ ngươi, nói là muốn ngươi học cách trưởng thành, thế nên ta đi đây. Dứt lời cô bé liền xoay người rời đi. Diệp Huyên vội vàng kéo tay cô bé lại, rồi lấy ra một sâu mứt quả đưa cho cô bé. Cô bé cầm lấy sâu mứt quả, trừng mắt, ngươi có ý gì? Ta cho ngươi biết nhé, ta không phải người mà ngươi có thể mua chuộc được chỉ bằng một sâu mứt quả đâu. Diệp Huyên lại lấy ra thêm một sâu mứt quả nữa đưa cho cô bé. Cô bé lặng lẽ nhận lấy, sau đó nói, đánh mấy kẻ kia à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, chỉ có bốn kẻ đó thôi. Cô bé liếc qua đám người Hạo Thiên, rồi nói, không sợ. Dứt lời, cô bé liền đi về phía đám người Hạo Thiên. Nhìn thấy cô bé đi về phía mình, Hạo Thiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, sau đó biến mất khỏi chỗ kia. Ở nơi xa, cô bé bỗng dừng bước, rồi bay lên và đánh ra một chiêu. Chiêu thức đó vừa ra, cả tinh không bị hủy. Mấy chục dặm quanh đó nhanh chóng nổ tung, vô số tinh quang vỡ nát. Cả tinh vực biến thành một màu đen xì. Một cái hố đen khổng lồ đã được tạo ra như thế. Còn Hạo Thiên thì bị nắm đấm đó của cô bé đánh bay hơn vạn dặm, đến lúc dừng lại được thì đã bị thương, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ một nắm đấm đã khiến tất thảy những người có mặt ngỡ ngàng. Diệp Huyên cũng ngây ra như phỗng. Sao cô bé đó lại mạnh thế chứ? Thế này còn là người nữa không? Trong bóng tối xa xa, Tiểu Đạo mặt không cảm xúc, còn sắc mặt của cô gái một chân bên cạnh nàng ta thì cực kỳ ngưng trọng. Thực lực của cô bé kia nằm ngoài dự đoán của nàng ta. Uy lực của nắm đấm vừa nãy quả thật có thể hủy diệt trời đất. Quan trọng nhất chính là, đây còn chẳng phải bản thể của cô bé. Về phần đám A Bố Tạng, Cổ Chiến Thiên và Thiên Long Bát Bộ, lúc này vẻ mặt của họ lộ rõ vẻ nặng nề, ngoài ra còn có phần e dè nữa. Còn Hạo Thiên thì ngây ra như phỗng. Chỉ một quyền. Ông ta bị đúng một quyền ấy đánh nát thân thể. Rốt cuộc nhóc này là quái vật gì vậy? Ở nơi xa, cô bé lấy mứt quả ra thưởng thức, sau đó quay đầu nhìn sang chỗ Tiểu Đạo đang ở, ngươi cũng ở đây à? Diệp Huyên nhìn thoáng qua chỗ Tiểu Đạo, sau đó hỏi, nhóc biết nàng ta hả? Cô bé gật đầu, nàng ta từng đánh chủ ý lên Bạch. Diệp Huyên trừng mắt, là sao? Cô bé đáp, cô gái đó không có ý tốt. Diệp Huyên. Tiểu Đạo nhìn cô bé từ đằng xa, không hề hé miệng. Còn cô bé thì liếc Tiểu Đạo một cái, đánh nhau không? Tiểu Đạo mặt không cảm xúc, tùy. Diệp Huyên nghe thấy vậy liền biến sắc, hắn vừa muốn cất lời thì cô bé đã đột ngột đấm ra một quyền. Trong giây lát chiêu thức được tung ra, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên khiến Diệp Huyên bay ra xa mấy nghìn trượng. Ở nơi xa, Tiểu Đạo bước lên trước một bước, đồng thời nhẹ nhàng chỉ tay một cái. Một cái chỉ tay đó khiến cả tinh không thoát cái dừng mọi dao động, chỉ ấn phá vỡ tinh vực, làm rạn nứt từng tầng từng lớp. Chỉ lát sau, trong không gian đen kịt đã vang lên tiếng nổ rền chẳng khác nào sấm sét. Ầm ầm, mảnh tinh vực bị phá thành hố đen chấn động mạnh, sau đó đột ngột nổ tung. Những người có mặt như Diệp Huyên và đám A Bố Tạng bị dư âm tác động đến mức phải liên tục lùi lại. Cô bé đột nhiên cất sâu mứt quả đi, sau đó nhảy bật lên, cả người lao nhanh về phía Tiểu Đạo như quả pháo được bắn ra khỏi nòng. Những nơi cô bé đi qua mọi thứ đều biến thành hư vô. Biến mất hoàn toàn. Tất cả mọi vật chất đều biến mất, sức mạnh quá khủng khiếp. Ở nơi xa, Tiểu Đạo vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc. Đến lúc cô bé tới trước mặt thì nàng ta bỗng nhắm mắt lại, tay phải nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Cực kỳ mạnh mẽ. Ầm ầm. Hai nắm đấm vừa chạm, cả tinh vực lập tức tĩnh lặng, tựa như bị ngưng kết. Đúng lúc này, thân hình Tiểu Đạo mờ đi, ngay sau đó nàng ta đánh một quyền vào trước ngực cô bé kia. Uỳnh. Thân hình cô bé rung mạnh, nhưng chỉ lùi lại đúng nửa bước,
còn tiểu đạo thì lùi đến hơn trăm trượng. Song khi nàng ta còn chưa dừng lại hẳn thì thân thể đã lại mờ đi lần nữa. Ở nơi xa, cô bé nhắm mắt, xoay người đá ngang một cú. Dầm! Một bóng người lập tức bị bàn chân quét trúng. Đúng lúc này, hàng lông mày của cô bé đột nhiên nhíu lại, cô bé lập tức xoay người, một ngón tay đã chỏ ngay vào cổ họng cô bé. Ầm! Thân hình của cô bé run lên, sau đó trở nên mờ ảo, nhưng gần như cùng lúc đó, cô bé đã tung ngay một nắm đấm vào người tiểu đạo chẳng biết đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào. Ầm! Tiểu đạo nhanh chóng lùi lại chừng nghìn trượng. Cô bé sờ lên cổ họng mình, thấy ở đó có một dấu ấn ngón tay. Sau đó cô bé ngẩng đầu nhìn về phía tiểu đạo, nàng ta đột nhiên nện ra một quyền, gầm thét, hám thiên chấn địa. Một quyền được đánh ra. Ầm ầm. Một luồng lực có thể hủy diệt trời đất đột ngột cuồn cuộn khắp nơi. Lúc nhìn thấy luồng lực này, Diệp Huyên liền biến sắc, nhanh chóng lùi lại. Đám người Hạo Thiên và A Bố Tạng ở phía xa nhanh chóng lùi lại. Luồng lực kia thật sự quá mạnh. Đúng là sức mạnh hủy diệt trời đất. Ở nơi xa, tiểu đạo khẽ híp mắt, buông lỏng hai tay, đồng thời chỉ một cái, rồi hai mắt chậm rãi nhắm lại. Đến khi luồng lực cường đại kia còn cách nàng ta chừng trăm trượng thì tiểu đạo đột nhiên mở bừng mắt, chỏ một cái, diệt. Trên đầu ngón tay có tia sáng đen thoát hiện. Ầm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc bất thình lình vang vọng khắp nơi, sau đó có hai bóng dáng nhanh chóng lùi về phía sau. Hai bóng dáng đó chính là tiểu đạo và cô bé kia. Ước chừng một khắc sau, hiện trường dần khôi phục trạng thái bình lặng, tiểu đạo và cô bé kia cũng quay về vị trí ban đầu của mình. Tiểu đạo nhìn cô bé, gương mặt không lộ cảm xúc. Cô bé lấy sâu mứt quả ra, bắt đầu thưởng thức. Lúc này, Diệp Huyên nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô bé, hắn thoáng liếc về phía tiểu đạo ở đằng xa, sau đó cất lời, mọi người, không sao chứ. Tiểu đạo không đáp lời, còn cô bé thì đáp, không sao. Diệp Huyên nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn không hiểu tại sao cô bé này lại muốn đánh tiểu đạo. Cô bé nhìn Diệp Huyên, hết năng lượng rồi, ta sắp biến mất đây. Diệp Huyên, cô bé nhìn về phía tiểu đạo ở đằng xa, nói, về sau sẽ tìm ngươi đánh nhau. Tiểu đạo hờ hững cất lời, lúc nào cũng chờ đón. Cô bé liếm mứt quả một cái, thân thể ngày càng trở nên mờ ảo. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, nhóc biết sạc điện không? Sạc điện. Cô bé liền trừng mắt, người muốn sạc cái gì? Diệp Huyên liền tranh thủ kéo đệ cửu ra. Đệ cửu. Trước giờ hắn chưa từng quên cô gái này. Đó là một cô gái đánh nhau rất giỏi. Thực lực của nàng ta chính là một ẩn số. Cô bé liếc mắt đánh giá đệ cửu, chỉ một lát sau, ánh mắt cô bé bỗng sáng lên, ôi chao, còn có cả cái này cơ á. Diệp Huyên nghe thấy vậy liền ngây ngẩn cả người, sau đó mới hỏi, nhóc biết nàng ấy là gì sao? Cô bé gật đầu, biết chứ. Diệp Huyên vội hỏi, vậy phải làm sao mới sạc điện được? Cô bé ngắm nghía đệ cửu một lát, rồi lại liếm láp sâu mứt quả một cái, sau đó nhìn Diệp Huyên, cất lời, ta quan sát kỹ lắm rồi. Nàng ấy không có đầu cắm sạc, có lẽ ngươi mua phải hàng giả rồi đấy, ta nghĩ ngươi nên trả hàng đi là vừa. Trả hàng. Diệp Huyên. Trả hàng. Lúc nghe thấy cô bé nói vậy, vẻ mặt Diệp Huyên lộ ra đôi nét là lạ. Cô bé nhìn Diệp Huyên, trả hàng đi. Diệp Huyên thoáng do dự một lát mới cất lời, đây là đồ ta nhặt được. Nhặt được. Cô bé liền trừng mắt, không phải mua à? Diệp Huyên gật đầu, ừ, không mua. Nhóc giúp ta nhìn coi phải sạc điện thế nào đi. Cô bé lại một lần nữa đánh giá đệ cửu. Một lát sau mới nhìn Diệp Huyên và bảo, IQ của nàng ta thế nào? Diệp Huyên đáp, cao lắm luôn. Hơn nữa, thực lực cũng rất mạnh. Cô bé khẽ nói, vậy chắc hẳn là đồ sử dụng năng lượng mặt trời rồi. Năng lượng mặt trời. Diệp Huyên trừng mắt, ý là sao? Cô bé đáp, thì là nạp năng lượng từ mặt trời đó. Diệp Huyên. Cô bé nhìn lướt bốn phía. Xung quanh đen kịt một màu, không có chút ánh nắng nào. Thế rồi cô bé nói, lúc nào đó ngươi thử mang đi phơi nắng coi sao. Diệp Huyên gật đầu, cũng chỉ có thể làm vậy được thôi. Cô bé khẽ liếm mứt quả, sau đó đưa sâu mứt trong tay cho Diệp Huyên, giữ giúp ta, lần sau ta tìm ngươi lấy lại. Dứt lời,
thân hình cô bé liền mờ hẳn đi, sau đó nhanh chóng biến mất không còn gì nữa. Diệp Huyên, cô nhóc đó đi rồi. Diệp Huyên nhìn đệ cửu trước mặt mình, rồi lại liếc bốn phía. Lúc nào rảnh phải thử phơi nắng đệ cửu mới được. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó, hắn liền quay đầu nhìn sang chỗ của đám Hạo Thiên. Những kẻ kia vẫn chưa rời đi. Trong số đó có Hạo Thiên đã bị hủy mất thân thể. Diệp Huyên nhìn Hạo Thiên đã bị hủy mất thân thể kia, cười hì hì, người bảo ta gọi người tới mà, hề hề. Dứt lời, hắn thu đệ cửu về, rồi xoay người chạy mất. Hạo Thiên vẫn đứng đó, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tất nhiên cảm xúc lấn át hơn chính là e dè và hoảng sợ. Cô nhóc mà lúc này Diệp Huyên gọi ra có thực lực quá nghịch thiên luôn rồi. Gã nào dám đuổi theo Diệp Huyên nữa? Quả thật không dám. Một lát sau, Hạo Thiên bỗng cất lời, về thôi. Dứt lời, gã liền quay người bỏ đi. Đám A Bố Tạng, Cổ Chiến Thiên và cả Thiên Long Bát Bộ cũng biến mất theo. Tiểu Đạo và cô gái một chân vẫn ở nguyên chỗ cũ. Cô gái một chân nhìn Tiểu Đạo, cất lời, nàng kia là yêu thú nào thế? Tiểu Đạo thản nhiên đáp, ác thú. Cô gái một chân liền nhíu mày, cái loại thượng cổ gì gì đó ấy hả? Tiểu Đạo lắc đầu, không phải. Dứt lời, nàng ta liền dõi mắt nhìn ra xa, vẻ mặt có phần phức tạp, tổ tiên của ác thú. Cô gái một chân thoáng im lặng, sau đó mới nói, e là thiên tộc không còn dám tìm thanh niên kia để gây sự nữa. Tiểu Đạo khẽ lắc đầu, phải coi thái độ của vị thần sư kia nữa. Nếu người đó vẫn muốn nhằm vào thì thiên tộc sẽ không tiếc trả cái giá lớn đâu. Cô gái một chân liền hỏi, người đó sẽ làm thế à? Tiểu Đạo nói khẽ, không biết đối phương nghĩ sao nữa. Cô gái một chân liền trầm mặc. Ở nơi xa, Diệp Huyên cứ. Thế phi nước đại, sau khi chắc chắn đám Hạo Thiên không hề đuổi theo mình, hắn mới thở phào một hơi, sau đó thả A Mục ra. A Mục nhìn Diệp Huyên, không nói câu nào. Diệp Huyên khẽ hỏi, giận à? A Mục lắc đầu, người chỉ muốn bảo vệ ta thôi, sao ta lại tức giận chứ? Nhưng lần sau đừng có làm vậy nữa. Có chuyện gì thì chúng ta cùng đối mặt. Diệp Huyên gật đầu, được. A Mục nhìn thẳng Diệp Huyên, nói xong rồi. Diệp Huyên chân thành đáp, xong rồi. A Mục mỉm cười, sau đó nói, cô nhóc vừa nãy đi rồi hả? Diệp Huyên gật đầu, ừ. Chẳng biết tới lúc nào mới gặp lại nhóc đó nữa. A Mục khẽ nói, nhóc ta rất nhẹ, Tiểu Đạo kia cũng rất mạnh. Tiểu Đạo. Giờ phút này hắn mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, đó chính là Tiểu Đạo. Vì quá kinh ngạc trước thực lực của cô bé kia, nên suýt nữa hắn đã lãng quên mất Tiểu Đạo. Tiểu Đạo cũng rất mạnh. Vì nàng ta có thể đánh ngang tay với cô bé kia. Rốt cuộc Tiểu Đạo là ai nhỉ? Đây cũng là một điều bí ẩn. A Mục đột nhiên cất lời, chúng ta tới Bất Chu Thần Sơn đi. Diệp Huyên nhìn A Mục, vẫn đi à? Ta nghĩ chắc hẳn bây giờ thiên tộc không dám tới tìm chúng ta nữa đâu. A Mục cười nói, đi thôi. Diệp Huyên nhìn A Mục, mục đích gì thế? A Mục mỉm cười, cứ đi rồi biết. Diệp Huyên gật đầu, được. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hắn đang muốn nói gì đó thì Tiểu Linh Nhi đã kéo hắn vào trong tháp giới ngục trước. A Mục cũng vội vàng tiến vào tháp giới ngục theo. Tiểu Linh Nhi dẫn Diệp Huyên và A Mục tới tầng 3. Ở tầng này, Diệp Huyên nhìn thấy con thú chiến thiên hồi trước. Lúc này đây, thú chiến thiên đã to hơn hồi đầu đến mấy lần. Hơn nữa, trên người nó còn toát ra một luồng uy áp khủng khiếp. Diệp Huyên nhìn Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhìn thú chiến thiên, có vẻ nó trưởng thành rồi á. Diệp Huyên gật đầu, thấy rồi. Tiểu Linh Nhi lại nói, vừa nãy ta cho nó ăn mấy viên đan dược, sau đó. Nói tới đây, cô bé liền ngừng lại. Diệp Huyên hỏi, sau đó thế nào? Tiểu Linh Nhi đi tới phía sau thú chiến thiên, tóm lấy cái đuôi dài của nó, sau đó kéo thú chiến thiên tới trước mặt Diệp Huyên. Cô bé chỉ vào thú chiến thiên, nó ăn bằng sạch linh quả rồi. Hơn nữa còn đòi ăn thêm, ta không biết phải nuôi nó kiểu gì nữa. Diệp Huyên, con thú chiến thiên kia đang nằm dạp trên đất, thân hình run run. A Mục đột nhiên nói, nó sắp tiến hóa rồi. Diệp Huyên nhìn A Mục khẽ nói, sau khi được cô nhóc kia trợ giúp, nó đã đột phá huyết mạch của mình.
bây giờ đang ở vào thời điểm cực kỳ quan trọng, nếu như đủ linh khí thì nó sẽ tăng thêm một cấp bậc nữa, hoàn toàn vượt qua tổ tiên của nó. Linh khí. Diệp Huyên trầm giọng, cần bao nhiêu linh khí? A Mục trừng mắt, không biết, cơ mà càng nhiều càng tốt, bởi vì càng nhiều thì nó sẽ càng lợi hại hơn. Diệp Huyên nhìn Tiểu Linh Nhi xòe tay ra, tất cả trái cây và đan dược đều bị nó ăn sạch cả rồi. Dứt lời, cô bé đá nhẹ vào thú chiến thiên, một đứa tham ăn. Thú chiến thiên nằm dạp trên nền đất, khẽ cọ cọ Tiểu Linh Nhi ra vẻ lấy lòng. Tiểu Linh Nhi bất lực. Liền nhìn Diệp Huyên, làm sao bây giờ? Nó sẽ ăn cho chúng ta nghèo mất thôi. Lúc này, thú chiến thiên vội vàng xích đến chỗ Diệp Huyên, rồi cọ cọ vào chân hắn. Diệp Huyên thoáng im lặng một lát mới cất lời, ta nghĩ ra một cách. A Mục nhìn Diệp Huyên, cách gì? Diệp Huyên liếc nhìn con thú chiến thiên trước mặt, rồi lại nhìn sang A Mục, vu tộc có thể nuôi nổi nó không? A Mục lại trừng mắt, chuyện này. Diệp Huyên nhìn A Mục. Nó thuộc về chúng ta, cũng thuộc về vu tộc. A Mục thoáng trầm mặc rồi đáp, nuôi. Nghe thấy vậy, biểu cảm của Diệp Huyên trở nên nhẹ nhõm hẳn. Tuy hắn rất giàu nhưng vẫn đánh giá thấp con thú chiến thiên này rồi. Bởi vì nhóc đó quá tham ăn. Phải biết rằng Tiểu Linh Nhi đã giữ rất nhiều linh quả và linh vật đó. Nhưng đều bị con thú chiến thiên này ăn bằng sạch. A Mục nhìn thú chiến thiên, nếu để nó tăng cấp. Vậy thì nó sẽ rất lợi hại, có điều, nó sẽ càng ăn tham hơn nữa đấy. Lúc này, thú chiến thiên đột nhiên đứng dậy, hô hô nắm tay như tỏ ý gì đó. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó bảo là sau khi trưởng thành rồi thì sẽ đánh nhau giỏi lắm đó. Diệp Huyên. A Mục đột nhiên bảo, thế này đi, đợi ta từ Bất Chu Thần Sơn về, chúng ta sẽ dẫn người tới vu tộc, đến lúc đó cho người ăn đủ luôn. Thú chiến thiên vội vàng gật gù. A Mục mỉm cười, sau đó nhìn Diệp Huyên và bảo, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, tiếp đó liền dẫn A Mục rời khỏi tháp giới ngục. Trong tháp, Tiểu Linh Nhi nhìn thú chiến thiên, khẽ thở dài, ăn ít ít thôi. Thú chiến thiên. Ở bên ngoài, Diệp Huyên ngự kiếm bay đi, A Mục cũng đứng bên cạnh hắn. Diệp Huyên dõi mắt nhìn ra xa, A Mục này. Lần trước nghe cô bảo Bất Chu Thần Sơn chính là di tích cuối cùng của thời đại thiên đạo đúng không? A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên trầm giọng, thiên đạo cũng không tránh khỏi ngũ duy kiếp sao? A Mục khẽ đáp, ta không rõ nữa. Ta chỉ biết là thần rất thần bí, cũng rất lợi hại nữa. Nếu không phải vì có ngươi thì chắc chắn ta sẽ không tới Bất Chu Thần Sơn. Diệp Huyên tỏ ra khó hiểu, tại sao? A Mục khẽ cười đáp, bởi vì nàng ta sẽ không hại ngươi. Ngươi tới đó rồi, biết đâu nàng ta sẽ nể mặt phần nào, còn nếu ta tự mình tới thì chắc chắn nàng ta sẽ gạt phát thể diện của ta luôn. Diệp Huyên cảm thấy tò mò, A Mục, rốt cuộc cô đến Bất Chu Thần Sơn làm gì thế? Tò mò quá đi mất. A Mục trừng mắt, đến lúc đó rồi biết. Diệp Huyên lắc đầu, thôi vậy. A Mục ngoái đầu liếc nhìn, sau đó nói. Sau lần này chắc chắn thiên tộc cũng sẽ biết điều hơn. Diệp Huyên cười bảo, mong là thế. A Mục nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt như có điều muốn nói lại thôi. Diệp Huyên khẽ bảo, A Mục, cô muốn nói gì à? A Mục thoáng im lặng một lát mới cất lời, đến lúc này rồi, chắc hẳn ngươi cũng biết thân phận của mình có chút đặc biệt đúng không? Diệp Huyên gật đầu. A Mục nhìn Diệp Huyên, thoạt nhìn có vẻ ngươi rất an toàn nhưng thực chất lại nguy cơ trùng trùng bủa vây. Với thực lực hiện giờ, ngươi vẫn chưa thể ứng phó được những nguy cơ đó. Về phần cô gái váy trắng, mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ kỹ càng rồi, nàng ta không tới ngũ duy át hẳn có thâm ý nào đó. Và lại, người hay việc có thể ngăn cản bước chân của nàng ta chắc chắn cũng không phải những thứ bình thường. Người chống lưng cho ngươi càng ngày càng mạnh hơn. Cũng đồng nghĩa với việc đối thủ sau này của ngươi chắc chắn sẽ vô cùng mạnh. Diệp Huyên nhíu mày, đối thủ sau này. A Mục nhìn Diệp Huyên, các thời đại cùng hội tụ, ngũ duy kiếp sắp tới, lẽ nào ngươi không hề phát hiện sắp có chuyện lớn xảy ra sao? Diệp Huyên trầm giọng, chính là ngũ duy kiếp ư. A Mục lắc đầu, tuyệt đối không đơn giản chỉ có ngũ duy kiếp. Dứt lời, nàng liền quay đầu dõi mắt nhìn tinh không xa xăm. Ánh mắt ngập tràn vẻ lo lắng vô bờ. Diệp Huyên bỗng hỏi, A Mục, cô phát hiện ra thứ gì sao? A Mục chỉ lắc đầu cười mà không đáp lời.
Diệp Huyên còn muốn nói gì nữa, song đúng lúc này, A Mục lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra xa, chúng ta tới nơi rồi. Diệp Huyên cũng dõi mắt nhìn ra xa, sâu trong tinh không kia, hắn mơ hồ thấy được một ngọn núi lớn sừng sững. Xung quanh ngọn núi đó còn có rất nhiều núi nhỏ hơn nữa, khu vực kia còn dày đặc mây đen, ánh sáng mù mờ mang đến cho người nhìn một cảm giác áp bức vô hình. Ngoài những điều đó ra, Diệp Huyên còn nhận thấy phía trên Bất Chu Thần Sơn có một con rồng cực lớn đang say ngủ. Diệp Huyên nhìn sang A Mục khẽ nói, đây chính là Bất Chu Thần Sơn. Diệp Huyên nhìn về phía rồng khổng lồ đang chiếm cứ phía trên đỉnh Bất Chu Thần Sơn, A Mục, đây là. A Mục nhẹ giọng nói, chân long cuối cùng ở thời đại thiên đạo. Chân long. Giờ phút này hắn đang nghĩ tới huyết mạch chân long. Thế giới có ba huyết mạch lớn, huyết mạch phong ma của hắn, huyết mạch người phàm còn một cái nữa chính là huyết mạch chân long. Chân long. Diệp Huyên hỏi, chân long và thiên long có gì khác nhau? A Mục cười nói, khác nhau rất lớn. Rồng có rất nhiều loại, trong đó chân long là bậc tối cao vì chúng nó có huyết mạch thuần khiết nhất. Tiếp theo đó là ma long cũng nằm trong chân long, có điều chúng nó đã hắc hóa. Tiếp nữa là đến thiên long. Dù thiên long về thực lực hay huyết mạch đều thuần khiết nhưng so với chân long thì kém xa rất nhiều. Diệp Huyên nhìn thoáng qua chân long kia, sau đó nói, tại sao nó lại ở đây? A Mục hơi mỉm cười, vì làm sai, bị thiên đạo cầm tù ở đây trấn thủ núi Bất Chu. Nghe vậy, Diệp Huyên nheo mắt. Phạm sai lầm. A Mục nhẹ giọng nói, so với tưởng tượng của ngươi, thiên đạo còn hiếu thắng hơn rất nhiều, dù sao cũng là thiên đạo của thế giới ngũ duy chúng ta. Diệp Huyên liếc nhìn chân long còn đang ngủ say kia rồi nói, A Mục. Mục đích của ngươi là gì? A Mục nói, đi theo ta. Nói xong nàng ta đi về phía con đường nhỏ gập ghềnh phía xa. Diệp Huyên vội vàng đuổi theo. Nơi này âm u vô cùng, chỗ nào cùng lộ ra luồng hơi thở áp lực. Mà chân long ở nơi xa kia còn đang ngủ say, không hề có ý muốn tỉnh dậy. Diệp Huyên hỏi, A Mục, nếu nó tỉnh lại liệu có đánh chúng ta không? A Mục nhìn thoáng qua chân long. Gật đầu nói, chắc chắn là có. Diệp Huyên. A Mục cười nói, không sao đâu, chỉ cần chúng ta không đi chủ động trêu chọc nó, tạm thời chắc là nó sẽ không tỉnh, trừ phi thiên đạo làm nó tỉnh. Thiên đạo. Diệp Huyên nhìn mắt bốn phía, thiên đạo biết chúng ta tới nơi này sao? A Mục chớp chớp mắt, có lẽ là biết. Có lẽ. Diệp Huyên. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, chúng ta phải tăng tốc độ. Diệp Huyên nhìn về phía nơi xa, đi bộ à? A Mục gật đầu, đi bộ thôi, nếu như ngự kiếm sẽ dễ gây kinh động đến chân long kia. Với thực lực hiện tại của ngươi. Nói đến này, nàng ta đột nhiên không nói nữa. Diệp Huyên hỏi, ta kém nó rất nhiều à? A Mục khẽ gật đầu, dù sao cũng là chân long, nếu phân chia dựa theo cấp bậc của tộc Thiên Long, có lẽ nó phải ở mức 9 vân. 9 vân. Trong lòng Diệp Huyên lập tức hiểu rõ. Tốc độ của A Mục càng nhanh hơn, nàng ta nhìn về phía xa, sắp đến rồi. Diệp Huyên cũng không hỏi thêm gì nữa. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, A Mục dẫn Diệp Huyên tới trước một cánh cửa đá. Cửa đá dày nặng, bên trên còn có phù văn không biết tên là gì. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục, nàng ta hơi mỉm cười nói, đến rồi. Diệp Huyên nói, A Mục, đây là... A Mục không nói gì. Nàng ta đi đến trước cánh cửa đá kia, nhìn những phù văn trên cửa đá, đôi lông mày dần nhíu lại. Diệp Huyên cũng hiểu biết về phù văn, hắn nhìn về phía cửa đá kia. Phù văn trên cửa đá rất kỳ lạ, hắn chưa nhìn thấy bao giờ. A Mục nói, chúng ta phải giải được những phù văn này. Diệp Huyên hỏi, không thể xông thẳng vào được à? A Mục lắc đầu, không thể. Nói xong nàng ta tới gần cửa đá. Nhẹ nhàng vuốt lên những phù văn thần bí trên cánh cửa đá kia, thú vị đấy. Diệp Huyên nói, ngươi hiểu nó à? A Mục nhẹ giọng nói, phải nghiên cứu chút đã. Nói xong nàng ta lấy ra một quyển sách cổ rồi lật mở xem. Diệp Huyên cũng đi theo để giúp đỡ, mới đầu hắn xem không hiểu lắm nhưng mà vẫn may, A Mục sẽ giảng giải cho hắn. Cứ như vậy khoảng một canh giờ sau, A Mục chợt đứng phát dậy, đôi tay nàng ta nhanh chóng ấn lên cánh cửa đá. Chỉ chốc lát sau những phù văn trên cửa lập tức sáng rực lên. Kích hoạt rồi.
A Mục quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, nhếch miệng cười, thành công rồi. Diệp Huyên gật đầu nhìn về phía cửa đá đang từ từ mở ra. Rất nhanh chóng, một luồng gió âm u từ bên trong phả ra ngoài. Diệp Huyên kéo A Mục ra sau lưng mình, một luồng kiếm ý xuất hiện từ không trung, chặn đứng luồng âm phong kia. A Mục đột nhiên nói, chúng ta đi vào. Nói xong, nàng ta lôi kéo tay Diệp Huyên nhanh chóng đi vào bên trong. Hai người đi theo con đường nhỏ vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới phía trước một điện đá. Ở trước điện đá có một pho tượng người đàn ông đứng sừng sững. Người này thân mặc bộ áo đen đơn giản, trong tay trái cầm một cuộn cổ đồ, tay phải cầm một cái khiên tròn trắng đen giao thoa. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục nhẹ giọng nói, hành lễ đi. Nói xong nàng ta cung kính hành lễ với pho tượng người đàn ông kia. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó cũng hành lễ theo. A Mục nhẹ giọng nói, chắc chắn người rất tò mò hắn là ai. Diệp Huyên gật đầu, đúng. A Mục nói, hắn tên là Hy, là một trong những người khai sáng văn minh nhân tộc chúng ta, là người mở đầu khi vũ trụ ngũ duy ra đời. Lúc ấy chỉ có thiên đạo và một vài sinh linh nhưng sau đó đã có nhân tộc. Khi đó loài người vẫn chưa có trí óc nhanh nhạy, hành vi chỉ như thú hoang. Mãi đến sau này ở khu vực này mới xuất hiện một vài cường giả nhân loại kiệt xuất, Hy là một trong số đó. Lúc ấy nhân loại nhỏ bé yếu ớt, là bọn họ đã dẫn loài người đi đối kháng trời đất, chống lại yêu thú cổ, hơn nữa còn khai sáng văn minh nhân tộc. Vừa nói nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nghiêm khắc mà nói bọn họ chính là tổ tiên của loài người chúng ta, đáng được tất cả cường giả nhân loại tôn kính. Hơn nữa toàn nhân loại đều nên tưởng nhớ bọn họ. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía A Mục, mục đích ngươi đến đây chính là để gặp ông ta. A Mục đột nhiên kéo tay Diệp Huyên đi tới trước mặt Hy Hoàng, nàng ta nhìn pho tượng, Hy Hoàng, người bên cạnh ta tâm địa tốt bụng, trọng tình trọng nghĩa, đủ để gánh vác được trọng trách tương lai của nhân tộc. Nếu như Hy Hoàng có ý có thể giao bát quái đồ và khiên thái cực cho ông ta ắt sẽ không khiến Hy Hoàng thất vọng, chấn hưng nhân tộc. Diệp Huyên, pho tượng không có bất kỳ phản ứng gì. A Mục do dự hạ, sau đó lại nói, Hy Hoàng, người thật sự không suy xét một chút sao? Pho tượng vẫn không hề đáp lại. A Mục yên lặng. Diệp Huyên cười nói, không sao đâu, ta đã có rất nhiều bảo vật rồi. A Mục lắc đầu, không giống nhau. Diệp Huyên có chút khó hiểu, không giống nhau chỗ nào. A Mục khẽ lắc đầu. Nàng ta nhìn về phía kia Hy Hoàng pho tượng, hai mắt chậm rãi nhắm lại giống như đang nói cái gì, nhưng mà Diệp Huyên không nghe được. Diệp Huyên nhìn về phía Hy Hoàng kia, đúng lúc này A Mục bất chợt mở bừng mắt ra, nhìn thẳng vào Hy Hoàng trong miệng lẩm nhẩm gì đó. Diệp Huyên không nghe được câu nào cả. Một lát sau, A Mục đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, người sẵn sàng chiến đấu vì nhân tộc không? Chiến đấu vì nhân tộc. Diệp Huyên sửng sốt. A Mục nhìn Diệp Huyên, nếu như ngươi đồng ý chiến đấu vì nhân tộc thì từ giờ phút này trở đi ngươi sẽ gánh vác trọng trách thừa kế văn minh nhân tộc, ngươi sẽ chính thức trở thành nhân vương thực sự, vương của nhân tộc. Diệp Huyên trầm giọng nói, A Mục. A Mục nhìn thẳng Diệp Huyên, trả lời ta, nghiêm túc trả lời ta, đây không phải đang nói đùa đâu, một khi đã nhận lời ngươi sẽ phải gánh vác nhân quả rất lớn. Không chỉ có vậy, ngươi trở thành vua nhân tộc. Trách nhiệm trên vai ngươi lại càng nặng nề hơn. Chiến đấu vì nhân tộc. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết, A Mục không phải đang nói giỡn. Một khi hắn thừa nhận, lúc ấy, Diệp Huyên hắn sẽ phải gánh vác thêm một phần trách nhiệm. Vì nhân tộc. Diệp Huyên trầm giọng nói, A Mục, ta là một người ích kỷ. A Mục nói, nhưng mà từ giờ phút này trở đi, ngươi có thể thay đổi bản thân. Từ nay về sau ngươi không chỉ chiến đấu vì bản thân, vì người thân của ngươi mà còn phải chiến đấu vì cả nhân tộc. Diệp Huyên cười khổ, A Mục, ta không có thực lực ấy đâu. Hắn có thể lừa người khác, nhưng mà hắn không muốn lừa A Mục. A Mục lắc đầu, thực lực không là vấn đề là ngươi có tâm tư đó hay không. Diệp Huyên nhìn thẳng A Mục, ta không có. Hắn có gì nói đó. Hắn của hiện tại thực sự chưa nghĩ tới cái gì mà chiến đấu vì nhân tộc. Thế này vĩ đại quá. Nghe được lời Diệp Huyên nói, A Mục quay đầu nhìn về phía pho tượng Hy Hoàng. Lúc này pho tượng kia chợt vỡ tung ra,
Ngay sau đó một hư ảnh xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên và A Mục. Đúng là Hy Hoàng. Hy Hoàng nhìn thoáng qua A Mục, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, thiếu niên, cậu rất thành thật. Diệp Huyên hơi hành lễ, chào tiền bối. Hy Hoàng bay tới trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn Diệp Huyên một lát rồi nhẹ giọng nói, cậu cũng là người rất có tâm. Diệp Huyên nghe như lọt vào trong sương mù. Hy Hoàng ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt ông ta tràn ngập vẻ lo lắng, kẻ địch mạnh nhất trên thế giới này không phải là người khác cũng không phải là kiếp nạn sắp tới mà là chính bản thân chúng ta. Cho dù là nhân tộc hay là những chủng tộc khác, kẻ thù lớn nhất cũng đều là bản thân. Nhưng mà vạn vật vạn linh vạn tộc cũng không có cách nào, bởi vì chúng phải sinh tồn. Vừa nói ông ta vừa nhìn sang Diệp Huyên, trong mắt có một tia phức tạp, năm đó, ta không bằng cậu. Nói xong, thân thể ông ta dần dần trở nên hư ảo. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, hành lễ đi. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó cung kính thi lễ. Hy Hoàng nhìn Diệp Huyên, đương nhiên lúc năng lực của cậu đủ lớn mạnh thì cậu cần phải nhớ kỹ mình là nhân tộc. Tuy nhân tộc chúng ta có đấu tranh nội bộ, có giết hại lẫn nhau nhưng cậu phải nhớ lấy, văn minh nhân tộc không nên biến mất khỏi vũ trụ này, mà cậu chính là người thừa kế và bảo vệ nền văn minh ấy. Diệp Huyên cười khổ, tiền bối, người nói điều này thì nhân tộc cũng sẽ không chấp nhận đâu. Hy Hoàng hơi mỉm cười, sẽ chấp nhận. Diệp Huyên có chút khó hiểu, lúc này, A Mục đột nhiên nói, còn không mau cảm ơn Hy Hoàng tiền bối đi. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó cung kính thi lễ, ta không dám bảo đảm điều gì, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Hy Hoàng hơi hơi mỉm cười, đủ rồi. Nói xong, thân thể ông ta hoàn toàn biến thành hư ảo. Mà lúc này một bức cổ đồ và một tấm khiên tròn chợt rơi ngay trước mặt Diệp Huyên. Ngoài thứ đó ra còn có một chiếc ấn cổ xưa, ấn chỉ to bằng nắm tay, xung quanh có khắc sông núi chảy quanh. Còn về Hy Hoàng đã biến mất không thấy bóng dáng. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục, tay phải A Mục xòe ra, cổ đồ kia xuất hiện trong tay nàng ta. Nhìn cổ đồ trong tay, nàng ta nhẹ giọng nói, bát quái đồ. Diệp Huyên vội vàng hỏi, có tác dụng gì? A Mục nhẹ giọng nói, đợi lát nữa nói với ngươi. Nói xong nàng ta cần lấy cái ấn kia rồi nói, đây là ấn nhân vương, có được ấn này có thể kêu gọi 12 chiến tướng chiến đấu vì ngươi. Không chỉ có vậy, đến sau này trong trời đất bất kể là kết giới phong ấn và trận pháp nào đi nữa cũng không có tác dụng gì với ngươi. Điều quan trọng nhất là, vừa nói nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, ấn này có thể khiến cho ngươi đạt được sức mạnh tín ngưỡng nhân tộc. Sức mạnh tín ngưỡng của nhân tộc. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, cái gì là sức mạnh tín ngưỡng của nhân tộc? A Mục nói khẽ, đó là một loại sức mạnh tu hành đặc biệt, số người tin theo ngươi càng nhiều thì thực lực của ngươi sẽ càng mạnh. Nếu cả nhân tộc đều tin theo ngươi, vậy thì thực lực của ngươi sẽ cực kỳ đáng sợ. Nói tới đây, nàng ta thoáng ngừng một chút rồi mới tiếp lời, nhưng để làm được điều này vô cùng khó. Hiện tại đã không còn được như trước nữa. Bên trong nhân tộc đang xảy ra nội đấu, lòng người chia năm xẻ bảy, nếu muốn cả nhân tộc đều tin theo ngươi thì đúng là chuyện khó tương đương với lên trời. Diệp Huyên trầm giọng, ý là chuyện này không thể làm được sao? A Mục lắc đầu, sao lại không? Đây chính là ấn nhân vương, là vật tượng trưng cho thân phận của ngươi. Cái ấn này có tác dụng vô cùng lớn, thế nên đừng có làm mất nó. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ bảo vệ thật kỹ. Dứt lời. Hắn liền nhìn về phía bát quái đồ và chiếc thuẫn thái cực. A Mục cầm lấy thuẫn thái cực trong tay Diệp Huyên, với tình hình hiện giờ, cái thuẫn này có tác dụng vô cùng lớn với người đấy. Diệp Huyên liền nhìn thuẫn thái cực, so với thuẫn trúc long thì thế nào? A Mục liếc xéo Diệp Huyên, sao thuẫn trúc long có thể so được với cái này chứ? Diệp Huyên trừng mắt, nó mạnh hơn thuẫn trúc long nhiều lắm à? A Mục gật đầu, chiếc thuẫn này mạnh hơn tưởng tượng của ngươi nhiều lắm. Nào, trích một giọt máu của ngươi vào đi, để nó nhận ngươi làm chủ. Diệp Huyên gật đầu, chỉ tay, một giọt tinh huyết liền nhập vào trong thuẫn thái cực. Ong! Thuẫn thái cực rung lên bần bật, sau đó lập tức hóa thành một luồng sáng màu đen và trắng đan xen chui thẳng vào giữa trán Diệp Huyên. Diệp Huyên sững sờ. Chỉ thoáng chốc. Xung quanh hắn đã xuất hiện một luồng khí trắng và một luồng khí đen. Cả hai chuyển động xung quanh thân thể hắn. Thời gian dần trôi,
quanh người hắn đã xuất hiện một chiếc thuẫn màu đen pha trắng mờ ảo. Thuẫn thái cực. Chiếc thuẫn thái cực này không có hình dạng thực tế, mà chỉ là hư ảnh. Diệp Huyên nhìn thoáng qua hư ảnh của thuẫn thái cực, điều khiển bằng suy nghĩ, thuẫn thái cực lập tức biến mất. Sau đó hắn quay sang nhìn A Mục. A Mục khẽ cười bảo, đây là chiếc thuẫn cứng chắc nhất mà ta từng biết. Ngoài ra, chiếc thuẫn này còn chứa thần lực hy hoàng, là một món đồ không thứ gì phá được. Diệp Huyên nhìn A Mục, không thứ gì phá được ư. A Mục gật đầu, ngay cả lưỡi đao thiên đạo trong truyền thuyết cũng chẳng thể khiến nó bị hư hao chút nào. Có chiếc thuẫn này trong tay, ngoài một số ít người cực kỳ mạnh ra thì ngươi đã ở vào thế bất bại rồi đó. Diệp Huyên trầm ngâm giây lát, sau đó rút kiếm thiên chu ra nhẹ nhàng vạch một cái trên chiếc thuẫn thái cực trong người mình. Xoẹt! Một kiếm hạ xuống nhưng thuẫn thái cực không hề bị hư hỏng chút nào, chiêu kiếm đó của hắn cứ như chém vào đám bông vậy. Lúc này thì Diệp Huyên thật sự kinh ngạc rồi. Phải biết rằng kiếm thiên chu còn có thể phá vỡ được cả phòng ngự của thiên long bát bộ, nhưng lại chẳng thể làm thuẫn thái cực hư hao dù chỉ một chút. Lúc này, A Mục lại bảo, đừng nói là thanh kiếm này của ngươi, cho dù ngươi có dùng thanh kiếm mạnh hơn nó gấp 10 lần thì cũng không mảy may khiến chiếc thuẫn này hư hao đâu. Nghe vậy, Diệp Huyên liền lộ rõ vẻ kinh ngạc, đáng sợ thế ư. A Mục khẽ gật đầu, chiếc thuẫn này ẩn chứa vô vàn điều huyền bí, được nhân tộc chúng ta tôn xưng là đệ nhất thuẫn đó. Diệp Huyên mở to mắt, A Mục, cô không phải thuộc phu tộc à? Sao lại thành nhân tộc rồi thế? A Mục cười đáp, bất kể là vu tộc hay tộc thiên thần, thật ra bản chất cũng đều là người cả thôi, chỉ là trận doanh mà mỗi người chọn không giống nhau, nhưng suy cho cùng, chúng ta đều là nhân tộc. Diệp Huyên nghe thấy vậy liền hiểu ra. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên vội vàng hỏi tiếp, A Mục này, liệu đám Hạo Thiên có thể phá hỏng chiếc thuẫn này của ta không? A Mục lắc đầu, không thể. Nghe xong, trong lòng Diệp Huyên liền vui như nở hoa. Xong lại nghe thấy A Mục nói, nếu ngươi đánh nhau với bọn họ thì người chết chắc chắn là ngươi. Diệp Huyên mở to mắt, sao lại thế? A Mục liếc hắn một cái, bởi vì ngươi đâu có làm gì được người ta. Chiếc thuẫn này chỉ có thể đảm bảo cho ngươi không bị làm sao, cũng tức là nó chỉ có thể phòng thủ. Nếu người khác đánh nhau với ngươi thì có thể, mài chết ngươi đó, hiểu chưa hả? Diệp Huyên khẽ gật đầu, à đã hiểu. Nói đơn giản thì người khác có thể không đánh chết hắn ngay được nhưng có thể làm hao mòn hắn dần dần. Diệp Huyên lại cầm bát quái đồ lên, cất lời, A Mục, đây là thứ gì? A Mục đáp, trong bát quái đồ có chứa một trận pháp. Diệp Huyên mở to mắt, trận pháp sao? A Mục gật đầu, ừ, bát quái trận. Diệp Huyên lại hỏi, đệ nhất trận pháp của nhân tộc à? A Mục cười đáp, bát quái trận chỉ có thể được coi là trận pháp xếp thứ hai của nhân tộc thôi. Diệp Huyên vội vàng hỏi luôn, vậy trận pháp xếp hạng một của nhân tộc là gì? A Mục liếc xéo hắn, biết ngay là ngươi sẽ hỏi thế mà. Ta bảo nhé, trận pháp đứng đầu của nhân tộc ở chỗ thiên đạo đó. Còn bát quái trận này, nó cũng sẽ giúp ngươi phòng thủ. Nếu khai mở trận pháp thì còn có thể ngăn được cả ngũ duy kiếp. Gì cơ? Diệp Huyên kinh ngạc bật thốt, ngăn được cả ngũ duy kiếp luôn á. A Mục trừng mắt liếc Diệp Huyên, ngươi để ta nói hết cái đã. Trận pháp này có thể ngăn chặn ngũ duy kiếp, nhưng chỉ ở phạm vi rất rất nhỏ, ví dụ như bên trong bất chu thần sơn này mà thôi. Nếu như ngũ duy kiếp kéo đến, vậy thì trận pháp này có thể bảo vệ được cả ngọn bất chu thần sơn, về phần các địa phương bên ngoài thì nó không có năng lực bảo vệ nổi. Diệp Huyên nghe vậy liền sáng tỏ. Thuẫn thái cực có thể bảo vệ cho một cá nhân, còn bát quái đồ này thì có thể bảo vệ cho một nhóm. A Mục đột nhiên nghiêm túc hẳn, ta nói ngươi hay, ngươi đã đồng ý với Hy Hoàng về sau sẽ bảo vệ nhân tộc rồi đấy. Diệp Huyên liền gật đầu, ta sẽ cố hết sức. A Mục cũng gật đầu, cố hết sức là được. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, chúng ta trở về thôi. A Mục lắc đầu, ta muốn dẫn ngươi tới một chỗ nữa. Dứt lời, nàng ta liền kéo lấy cánh tay Diệp Huyên, rồi đi ra bên ngoài. Sau khi ra ngoài, Diệp Huyên liền phát hiện con chân long kia vẫn đang ngủ say. Nhìn con chân long đó, hắn đột nhiên nghĩ tới con chân phượng kia. Thực lực của con chân phượng kia vô cùng mạnh mẽ, đáng tiếc lại ngu si tứ chi không phát triển. Vừa mới được thả ra đã lại đi dọa nạt thiên đạo luôn.
đánh không lại người ta lại còn muốn dọa nạt, đúng là ngu xuẩn thật mà. A Mục dẫn Diệp Huyên đi về phía con đường nhỏ ở xa xa. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên vang dội tiếng sấm rền. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, thấy rõ trong đám mây đen ẩn chứa lôi điện dày đặc, uy áp vô hình cũng theo thế mà phủ xuống. A Mục đột nhiên nói, theo sử sách ghi lại, ngọn núi Bất Chu này đã từng là trụ cột của thiên địa, đáng tiếc sau đó lại bị đụng cho nứt. Bị đụng cho nứt? Diệp Huyên nheo mắt, ai mà lợi hại thế? A Mục cười nói, ở thời đại thiên đạo có một vị cường giả, tên người đó là gì thì ta cũng không biết. Bởi vì chúng ta cũng không biết nhiều về những chuyện xảy ra ở thời đại đó. Ta chỉ biết rằng thời đại đó có rất rất nhiều cường giả. Diệp Huyên khẽ nói, hết thời đại này tới thời đại khác đều lụi tàn sau ngũ duy kiếp. Mà bây giờ, ngũ duy kiếp lại sắp sửa tới rồi. A Mục nhìn Diệp Huyên, người sợ à? Diệp Huyên gật đầu, hơi hơi. Bởi vì ta không muốn chết. A Mục cười bảo, vậy thì phải cố gắng mạnh hơn nữa. Diệp Huyên gật đầu. Mục đích duy nhất hiện giờ của hắn chính là mạnh hơn nữa. A Mục bỗng chỉ về phía xa, thấy ngọn núi nhỏ kia không? Diệp Huyên nhìn theo hướng tay A Mục chỉ. Ở nơi đó có một ngọn núi nhỏ nằm giữa hai ngọn núi lớn, thỉnh thoảng có sấm sét đánh vào ngọn núi đó, nhưng nó không phá hủy cả ngọn núi mà chỉ đánh thẳng vào bên trong ngọn núi mà thôi. A Mục nói khẽ, nghe nói trong đó đang giam cầm một vị đại thần. Diệp Huyên nhìn A Mục, giam cầm một vị đại thần. A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên liền hỏi, ai giam vậy? A Mục khẽ đáp, thiên đạo. Diệp Huyên còn muốn hỏi tiếp nhưng A Mục lại cắt ngang. Người đừng có hỏi cái kiểu đó nữa, để ta kể hết cho nghe. Diệp Huyên. A Mục nói, vào thời đại thiên đạo có hai đại thần tranh chấp lợi ích. Một vị trong cơn nóng giận đã phá hỏng luôn núi Bất Chu này, cả ngọn núi nghiêng đi làm cho thiên địa lúc bấy giờ mất thăng bằng theo. Xung quanh núi Bất Chu có vô số sinh linh chết thảm, thế là thiên đao giận quá liền giam cầm người kia ở đây, không cho ông ta thoát thân. Diệp Huyên trầm giọng, A Mục này, có phải thiên đạo vẫn luôn bảo hệ khoảng trời này đúng không? A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, vậy tại sao sau đó bà ta lại biến mất? A Mục khẽ đáp, có lẽ là thất vọng quá chăng? Diệp Huyên hỏi, là sao? A Mục lắc đầu, cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, nhưng chắc hẳn tiểu đạo sẽ biết về vấn đề này nhiều đấy. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, cô gái đó sẽ không nói với ta đâu. A Mục cười bảo, người đấy, cái gì cũng tò mò quá trời. Diệp Huyên còn muốn nói gì nữa nhưng đúng lúc này, ngọn núi nhỏ ở phía xa đột nhiên rung chuyển. Vô số tảng đá đang lăn xuống bên dưới. Diệp Huyên và A Mục nhìn về phía đó, Diệp Huyên trầm giọng, không phải là vị đại thần kia sắp ra ngoài đấy chứ? A Mục trừng mắt, cũng có thể. Diệp Huyên liền quay sang A Mục, đi luôn không? A Mục khẽ nói, có lẽ đối phương đã phát hiện ra ngươi rồi. Diệp Huyên đang muốn nói nữa thì A Mục đã xen lời, hay là gặp nhau cái đi? Dứt lời. Nàng liền dẫn Diệp Huyên đi về phía ngọn núi nhỏ kia. Chỉ chốc lát cả hai đã đi tới trước ngọn núi nhỏ kia, nhìn thấy nó vẫn đang rung chuyển rất mạnh. Diệp Huyên toan muốn nói chuyện thì thấy một tia sét đánh xuống, cuối cùng rơi vào bên trong ngọn núi. Quỳnh! Cả ngọn núi lại rung chuyển mạnh hơn. Diệp Huyên quay sang A Mục, nói, hình như bị sét đánh trúng rồi. A Mục gật đầu. Diệp Huyên nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói. Không phải là thiên đạo không cho người đó tiếp xúc với chúng ta đấy chứ? A Mục liếc nhìn xung quanh, có thể là thế. Diệp Huyên nói, vậy chúng ta rời đi chứ? A Mục gật đầu, ừ. Dứt lời, nàng liền kéo Diệp Huyên muốn rời khỏi nơi này. Song đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên trong ngọn núi kia, hai vị gượm đã. Diệp Huyên và A Mục cùng dừng bước, quay đầu nhìn về phía ngọn núi. Thấy bên trên đó có một bóng người đột nhiên hiển hiện. A Mục nhìn bóng người kia, tiền bối có việc gì sao? Bóng người kia liền nói, lão phu muốn nhờ hai vị giúp một chuyện nhỏ. Vô cùng thẳng thắn. A Mục lắc đầu, các hạ, chúng tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Bóng người kia liền im lặng. A Mục lại nói, chúng tôi thật sự chỉ đi ngang qua thôi mà. Bóng người đột nhiên cất lời. Người bên cạnh cô nương chính là Nhân Vương tân nhiệm đúng không? Nhân Vương. Diệp Huyên quay sang A Mục. A Mục trừng mắt,
sau đó đáp, đúng vậy. Bóng người kia liền nói, nhân vương bệ hạ, mong cậu ra tay giúp đỡ. Diệp Huyên không đáp lại. Bóng người kia lại nói, nhân vương bệ hạ lại kiêng kỵ thiên đạo sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Bóng người kia liền bảo, cậu chính là nhân vương, thân phận không hề thua kém gì thiên đạo. Diệp Huyên nhìn bóng người kia, thân phận thì có ích gì? Ta cũng đâu đánh lại thần. Thân phận sao? Hắn thật sự không hề cảm thấy thân phận nhân vương đặc biệt ở chỗ nào cả. Thực lực ấy, thực lực mạnh mới là vương đạo nhé. Ở nơi xa, bóng người kia trầm ngâm không lên tiếng. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, các hạ, chúng tôi cũng không muốn mạo phạm thiên đạo, mong các hạ thông cảm. Thiên đạo đã nể mặt hắn lắm rồi, thế nên hắn không thể nào đã được voi lại đòi tiên. Diệp Huyên quay sang nhìn A Mục, nói chúng ta đi thôi. A Mục gật đầu. A Mục dẫn theo Diệp Huyên đi về phía xa. Sau lưng họ, bóng người kia vẫn giữ im lặng, nhưng không hề biến mất, cứ thế đứng đó. Nơi xa, Diệp Huyên đột nhiên nói, A Mục, hình như cô hiểu khá rõ về chỗ này đấy nhỉ. A Mục cười đáp, từng điều tra. Diệp Huyên quay sang A Mục hỏi, mục đích cô dẫn ta tới nơi này là để ta nhận lấy truyền thừa của Hy Hoàng. A Mục gật đầu. Diệp Huyên liền hỏi, tại sao? A Mục trừng mắt, tại sao cái gì? Diệp Huyên nói, tại sao lại bảo ta tới lấy truyền thừa của Hy Hoàng đó? A Mục cười bảo, bởi vì như thế thì ngươi sẽ có nhiều cách giữ mạng hơn. Diệp Huyên chỉ nhìn A Mục mà không nói câu nào. A Mục mỉm cười, có biết tại sao Hy Hoàng lại chọn ngươi không? Diệp Huyên đáp, ta biết, người kia không chỉ đơn thuần là nhìn chúng ta mà còn có nguyên nhân khác nữa, đúng không? A Mục gật đầu, đúng vậy. Thế nên ngươi càng phải cố gắng hơn nữa. Bởi vì thời gian của ngươi thật sự không nhiều lắm đâu. Sau đó, nàng ta lại quay sang nhìn Diệp Huyên, nói khẽ, ngươi chưa từng trải qua ngũ duy kiếp, thế nên không biết nó đáng sợ tới mức nào đâu. Diệp Huyên trầm mặc. Ngũ duy kiếp. Quả thật hắn chưa từng trải qua ngũ duy kiếp, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được tai ương kia đáng sợ đến mức nào. Từ xưa tới nay, bao nhiêu cường giả, biết bao nền văn minh đều bị hủy hoại bởi ngũ duy kiếp. Lúc này, A Mục lại bảo, trực giác cho ta biết rằng ngũ duy kiếp lần này chắc chắn không còn giống trước kia. Diệp Huyên nhíu mày, ý cô là. A Mục lắc đầu, ta cũng khó lòng nói rõ, chỉ là trực giác mà thôi. Diệp Huyên lại trầm ngâm. Khoảng nửa canh giờ sau, A Mục đột nhiên ngừng lại. Phía trước A Mục không xa là một tấm bia đá, trên đó khắc mấy chữ vô cùng kỳ lạ, Diệp Huyên đọc mà chẳng hiểu gì. A Mục đi tới trước tấm bia, khẽ cúi người hành lễ. Diệp Huyên cũng làm theo. A Mục nhìn bia đá, khẽ nói, ở đây đã chôn một vị cường giả từng lập nên rất nhiều công lớn cho nhân tộc. Dứt lời, nàng ta liền đi tới trước tấm bia, nhỏ giọng nói gì đó. Một lát sau, lông mày A Mục khẽ nhíu. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục, sao vậy? A Mục thoáng trầm mặc, sau đó bảo, chúng ta đi thôi. Dứt lời, nàng ta lại cúi người hành lễ, sau đó kéo Diệp Huyên quay người rời đi. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, có chuyện gì vậy A Mục? A Mục khẽ đáp, chúng ta tới muộn mất rồi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bia đá, có người đã nhanh chân hơn chúng ta sao? A Mục gật đầu, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đi thôi. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi không thất vọng sao? Diệp Huyên cười nói, thất vọng gì chứ? A Mục chỉ nhìn Diệp Huyên mà không nói tiếng nào. Diệp Huyên khẽ cười bảo, trước giờ ta không cho rằng đồ của người khác chính là đồ của ta, nếu có được thì coi như may mắn, còn không được thì cũng chẳng sao. A Mục chớp mắt, cười nói, tâm tính tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Xong đúng lúc này, ở phía xa đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang rền. Diệp Huyên và A Mục nhìn về phía phát ra tiếng nổ, nơi đó chính là chỗ mà bọn họ gặp phải bóng người kia. Diệp Huyên nhíu mày, không phải ông ta cưỡng ép để thoát ra ngoài đấy chứ? A Mục đột nhiên trầm giọng, toi rồi. Diệp Huyên quay sang A Mục, gì cơ? Vẻ mặt A Mục thoáng nét âm trầm, ông ta đang kinh động con chân long kia. Nàng vừa mới dứt lời thì ở trong ngọn núi nhỏ phía xa xa kia đột nhiên có một luồng sức mạnh cường đại phóng thẳng lên trời, nhanh chóng lao về phía con chân long đang ngủ say kia. Thấy vậy, Diệp Huyên bèn nheo mắt,
sau đó kéo A Mục lại, chúng ta đi thôi. Sau đó hắn và A Mục lập tức biến mất ở vị trí cũ. Mà ngay đúng lúc họ muốn rời khỏi Bất Chu Thần Sơn, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ hắn và A Mục, cùng lúc đó, lối ra cũng bị phong tỏa. Diệp Huyên và A Mục liếc nhìn sau đó cùng quay người lại. Lúc này, trên Bất Chu Thần Sơn có một con rồng khổng lồ đang cúi xuống nhìn bọn họ. Tỉnh rồi. Diệp Huyên nói khẽ, chúng ta có đánh thắng được nó không? A Mục lắc đầu, đánh không lại. Diệp Huyên lại hỏi, vậy nên làm thế nào? A Mục, nói lý lẽ với nó thôi. Diệp Huyên. A Mục ngẩng đầu nhìn về phía con chân long kia, xin chào chân long tiền bối. Ở chân trời, chân long nhìn xuống Diệp Huyên và A Mục, ánh mắt hờ hững tựa như chỉ đang nhìn một con kiến. A Mục chớp mắt, sau đó nói, phòng ngự. Nghe xong lời A Mục nói, con chân long kia đột nhiên gầm thét, tiếp đó một luồng long uy ngập trời liền phủ xuống. Nhìn thấy luồng uy áp kia, sắc mặt Diệp Huyên hoàn toàn biến đổi, không còn dám coi nhẹ nữa. Một ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Diệp Huyên, thuẫn thái cực lập tức xuất hiện, chắn ngay trên đỉnh đầu hắn. Ầm ầm, cả đất trời phát ra một tiếng nổ rền đinh tai nhức óc, cùng lúc đó, toàn bộ núi Bất Chu cũng rung chuyển mạnh, luồng long uy lan tỏa khắp bốn phía hệt như thủy triều đổ dồn. Mà lúc này, Diệp Huyên và A Mục lại chẳng hề bị xây sát. Chiếc thuẫn thái cực kia đã chặn lại được luồng long uy mới rồi. Diệp Huyên cũng có phần kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thuẫn thái vực, không ngờ chiếc thuẫn này lại mạnh tới vậy. Ở trên trời, con chân long kia nhìn xuống chiếc thuẫn thái cực của Diệp Huyên, trong mắt ngập tràn vẻ nghi hoặc, thuẫn của Hy Hoàng. A Mục nhìn thẳng vào chân long, hắn đã lấy được truyền thừa của Hy Hoàng. Chân long nhìn A Mục, thì sao? Nghe thấy vậy, A Mục liền trừng mắt, sau đó quay sang Diệp Huyên, nhóc này không chịu nể mặt Hy Hoàng, làm sao bây giờ? Diệp Huyên nhún vai, chịu thôi. A Mục. Lúc này, con chân long đột nhiên cất tiếng, kẻ nào đột nhập ranh giới, chết. Lời vừa dứt, nó lại quay về phía Diệp Huyên và A Mục rồi gầm thét. Cùng lúc đó, một cái vuốt rồng khổng lồ đột nhiên giáng từ trên trời xuống, dường như muốn nghiền nát hết thảy mọi thứ trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng đó, mắt A Mục dần giật, nàng lùi đến bên cạnh Diệp Huyên, chặn nó. Diệp Huyên. Không dám nghĩ nhiều hơn, Diệp Huyên vội vàng lấy thuẫn thái cực ra chặn. Đến lúc cái vuốt rồng kia chạm vào phía trên mặt thuẫn, thuẫn thái cực liền run lên bần bật, tuy chiếc thuẫn vẫn chặn lại được vuốt rồng, nhưng sắc mặt của Diệp Huyên lúc đó cũng lập tức trở nên tái nhợt. Thuẫn thái cực vô địch, còn hắn thì không, mỗi một lần vận hành thuẫn thái cực chính là một lần hao tốn khá nhiều sức lực của hắn. Nếu như thuẫn thái cực phải hứng chịu sức mạnh cường đại, vậy thì hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, vuốt rồng kia bỗng nhiên đè xuống. Thuẫn thái cực lại càng rung mạnh hơn trước. Diệp Huyên cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp, nhưng vẫn may, thân thể vốn có của hắn cũng khá mạnh, thế nên đã chặn lại được luồng lực này. A Mục đột nhiên cất lời, chân long các hạ, chúng ta không thù không oán, thật sự muốn chém tận giết tuyệt như vậy sao? Chân long ở phía xa xa nhìn xuống Diệp Huyên và A Mục bên dưới, kẻ nào đột nhập ranh giới, chết. Lời vừa dứt, nó lại một lần nữa tăng thêm lực đè ép. Ầm ầm. Giờ phút này, cả đất trời cùng rung chuyển. Mà sắc mặt của Diệp Huyên ở bên dưới thuẫn thái cực thì càng tái nhợt hơn hẳn trước đó. Diệp Huyên nhìn sang A Mục, có cách nào không? A Mục trầm giọng, đánh. Diệp Huyên nheo mắt, được. Dứt lời, hắn liền triệu hồi thuẫn thái cực, cầm trong tay kiếm Thiên Chu rồi phóng thẳng lên trời. Ầm ầm. Cái vuốt rồng kia lập tức bị Diệp Huyên chém bay. Vừa thấy vậy, Diệp Huyên liền sửng sốt. Hình như mình cũng không phải loại yếu xìu đâu nhỉ. Dường như hiểu được những gì Diệp Huyên đang nghĩ, A Mục đột nhiên nói, người vốn dĩ đâu có kém. Câu nói của A Mục vừa dứt, con chân long kia đột nhiên đáp xuống, Diệp Huyên liền biến sắc, tay phải hướng lên trời chặn lại, thuẫn thái cực im lặng xuất hiện. Ầm ầm. Thuẫn thái cực cứ thế chặn lại được cú va chạm của chân long, cả tòa Bất Chu Thần Sơn chấn động mạnh như thể vừa xảy ra động đất vậy. Cực kỳ khủng khiếp. Chuốc họa lớn. Diệp Huyên chớp mắt, hắn đột nhiên cũng cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Xa xa, bóng người vừa xuất hiện kia càng lúc càng hiện rõ, chẳng mấy chốc,
một người đàn ông trung niên mặc trường bào xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Huyên và A Mục. Người đàn ông trung niên mặc một bộ trường bào đơn giản, tay phải cầm một vũ khí vô cùng quái dị, vũ khí đó hơi giống một cây lao, trên đỉnh có ánh nước lấp lánh, mà đằng sau đầu người đàn ông trung niên lơ lửng một vòng sáng màu nước. Người đàn ông trung niên này nhìn bề ngoài trông không khác mấy với con người, nhưng nhìn kỹ một chút, Diệp Huyên phát hiện đối phương có khả năng không phải là con người. Bởi vì trên mặt của đối phương có lớp vảy không rõ tên. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục lắc đầu, không quen. Trên bầu trời, Chân Long nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên vừa xuất hiện này, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Tay phải của A Mục huých nhẹ vào vai của Diệp Huyên, chúng ta mau chuồn thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Dứt lời, hai người liền định chuồn khỏi. Mà đúng lúc này, người đàn ông trung niên kia đột nhiên nhìn về phía hai người, cười nói, hai vị, cứ như vậy mà đi rồi sao? A Mục chớp mắt, chúc mừng tiền bối thoát nạn, tiền bối vừa mới thoát nạn, hẳn là có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, chúng ta không quấy rầy nữa. Dứt lời, nàng ta kéo Diệp Huyên cùng rời khỏi. Mà lúc này, người đàn ông trung niên đó đột nhiên cười nói, e là hai vị không đi được rồi. Lời gã vừa thốt ra, một dòng nước cực mạnh bất ngờ phóng đến chặn trước mặt Diệp Huyên và A Mục. Sắc mặt của A Mục sa sầm lại. Người đàn ông trung niên nhìn hai người Diệp Huyên và A Mục, cười nói, vẫn cần hai vị giúp chút chuyện. A Mục chỉ về Chân Long ở phía xa, người không giải quyết hắn trước sao? Người đàn ông trung niên liếc nhìn Chân Long một cái rồi cười nói, chẳng qua chỉ là một con nghiệt súc mà thôi. Nói xong, gã quay đầu lại nhìn về phía Chân Long, nghiệt súc, nếu vừa rồi ngươi chạy, thì vẫn còn có một tia cơ hội sống sót. Nhưng giờ thì, đã quá muộn rồi. Lời vừa thốt ra, tay gã cầm cây lao lạ kia chỉ về phía trước. Một cột nước đột nhiên bắn ra. Ở đằng xa, Chân Long kia gầm thét dữ dội, trực tiếp lao về phía cột nước kia. Đùng đoàng. Cùng với tiếng nổ vang lên, Chân Long kia đột nhiên bị đánh bay. Ngay sau đó, một luồng thế lực áp chế ép vô hình bao trùm lấy Chân Long. Cùng lúc đó, vô số chuỗi nước không biết từ khi nào đã xuất hiện ở khắp người Chân Long, khóa chặt nó trên Bất Chu Thần Sơn kia. Thất bại hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Diệp Huyên và A Mục bỗng sa sầm lại. Chân Long vậy mà lại chẳng có sức để đánh trả. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên kia một cái, thực lực của tên này, có chút khủng bố mà. Chân Long nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, thần công, thiên đạo vẫn còn. Thiên đạo, thần công ngẩng đầu lên nhìn về phía đường chân trời một cái rồi cười nói, thiên đạo. Diệp Huyên đột nhiên nói, người không phải ngay cả thiên đạo cũng không sợ chứ. Thần công nhìn về phía Diệp Huyên. Cười nói, người đang muốn khích tạo oán hận thiên đạo sao? Diệp Huyên cười nói, tiền bối, thiên đạo vẫn còn đó. Thần công gật đầu, cười nói, ta biết người vẫn còn, nhưng thế thì đã sao? Diệp Huyên nhìn thần công, người thực sự không sợ thiên đạo. Thần công cười đáp, ta quả thực đánh không lại thiên đạo, có điều, nếu như ta đoán không lầm, người hiện giờ, nhất định không ở thế giới này, nếu không phải như vậy, ta vốn không thể thoát nạn. Nghe vậy, Diệp Huyên trầm mặc. Kỳ thực, hắn cũng đoán ra được điều này. Thần công quay đầu lại nhìn về phía Chân Long, cười nói, nghiệt súc, có phải rất thất vọng không? Chân Long nhìn chằm chằm thần công, thiên đạo ở khắp mọi nơi. Thần công lắc đầu, sở dĩ người nghĩ như vậy, đó là bởi vì ngươi quá yếu rồi. Chân Long đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Huyên phía dưới, nhân vương, ngươi có trách nhiệm phòng ấn hắn. Mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, mẹ kiếp, giờ thì ngươi biết ta là nhân vương rồi. Thần công quay đầu lại nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, ngươi vừa mới có được cơ nghiệp của Hy Hoàng, làm sao chống lại ta? Diệp Huyên trầm mặc. Thần công nhìn Diệp Huyên, ta có thể không giết hai người các ngươi, nhưng, ngươi phải làm cho ta một chuyện. Chân Long phẫn nộ quát, không được đáp ứng hắn. Thần công đột nhiên phất tay phải một cái, trong phút chốc. Một chuỗi nước trực tiếp quất vào đầu Chân Long kia. Bộp! Chân Long ngay lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên và A Mục nhìn nhau một cái, trong ánh mắt của hai người mang theo vẻ kinh ngạc. Phòng ngự của Chân Long kia khủng bố đến thế nào? Song, ở trước mặt thần công này, nó lại chỉ mong manh như tờ giấy.
Mà lúc này, từng chuỗi nước không ngừng quất vào người chân long kia, mỗi một lần quất xuống, chân long kia đều sẽ ra chóc thịt bong, có thể nói là vô cùng thê thảm. Thần công không quan tâm đến chân long kia, mà nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu huynh đệ, giúp chút chuyện nhỏ, người không ngại chứ. Nói đoạn, gã không đợi Diệp Huyên từ chối, liền xoay người chỉ về phía bên phải, cách phía đó trăm dặm, có một cái giếng, bên trên có phong ấn, ta muốn ngươi mở phong ấn này ra. Không thể được. Ở phía xa, chân long kia phẫn nộ quát. Thần công đột nhiên vung tay phải, một chuỗi nước văng ra ngoài. Ầm. Thân xác của chân long kia trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Thần công nhìn Diệp Huyên, tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không muốn bị đối xử giống như hắn chứ? Diệp Huyên cười đáp, không muốn. Thần công gật đầu, thế thì bắt đầu đi, nhân vương. Diệp Huyên nhìn thần công, người không phải là người của nhân tộc. Thần công cười đáp, không phải. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đã hiểu. Dứt lời, hắn nhìn về phía A Mục lắc đầu. Diệp Huyên cười nói, ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Dứt lời, hắn đang định đem A Mục thu vào trong tháp giới ngục, song hắn lại phát hiện, hắn vốn không thể thu vào được. Diệp Huyên nhìn A Mục kinh ngạc, cô. A Mục chớp mắt, nếu như ta không nguyện ý, ngươi sẽ không thể nào thu ta vào trong được đâu. Diệp Huyên trầm mặc. A Mục bước đến trước mặt Diệp Huyên, ta nói rồi. Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Diệp Huyên cười đáp, vậy cô phụ trợ cho ta. A Mục gật đầu, được. Nói xong, nàng ta xòe lòng bàn tay ra, trong tay nàng ta xuất hiện một cái đầu lâu. Diệp Huyên chớp mắt, đây là cái gì? A Mục cười nói, người đi đánh đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần công kia, thần công cười nói, còn sống không tốt sao? Diệp Huyên cười nói, đời này của ta ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp. Hơn nữa ta tin rằng, ta giúp người làm xong chuyện mà người muốn, người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ta. Dứt lời, chân phải của hắn bỗng dậm mạnh xuống đất. Bộp! Tiếng kiếm kêu đột nhiên làm rung chuyển đất trời. Trên không trung, khóe miệng thần công lệ ra vẻ khinh thường, loài người nhãi nhép. Lời vừa thốt ra, gã đột nhiên cầm cây lao lạ gõ nhẹ xuống phía dưới, lúc này một cột nước từ trên trời bắn xuống. Đối mặt với cột nước này, Diệp Huyên không dám khinh suất, tay hắn cầm kiếm Thiên Chu chém từ dưới lên trên. Xoẹt! Nhát kiếm này chém thẳng về phía trên cột nước, đỉnh cột nước bị cắt ra, nhưng bản thân Diệp Huyên trong chớp mắt lại rơi từ trên mặt đất xuống. Trên mặt đất, Diệp Huyên lướt mắt nhìn tay phải của bản thân, tay phải của hắn đã bị nứt toác. Trên bầu trời, thần công nhìn xuống Diệp Huyên, người đâu có yếu như thế. Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại một lần nữa phóng lên trời. Cách đó không xa, A Mục đặt cái đầu lâu xuống đất, nàng ta lấy ra một ít đồ vật quái đặt trước mặt cái đầu lâu kia. Sau đó nàng ta chắp hai tay trước ngực, trong miệng niệm mấy câu thần chú không rõ tên. Trên bầu trời, Diệp Huyên vẫn đang đại chiến với thần công kia, nhưng hắn đã bị áp chế. Nếu không phải có Thuẫn Thái Cực, hắn vốn không phải là đối thủ của thần công này. Khoảng cách thực lực vẫn là rất lớn. Có điều, Diệp Huyên càng đánh càng hăng. Chiến. Từ sau khi thực lực của hắn thăng cấp, thì rất ít đánh nhau, mà hiện giờ, hắn chỉ muốn đánh một trận ra trò. Mà trên bầu trời, thần công kia sau khi đánh một hồi cũng nhíu mày, bởi vì gã phát hiện, gã không thể giết chết Diệp Huyên một cách dễ dàng. Thuẫn Thái Cực. Mỗi lần gã xuất ra chiêu cuối, Diệp Huyên liền sẽ triệu hồi ra Thuẫn Thái Cực, sau đó chống lại chiêu cuối của gã. Chính vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lại bị cột nước thổi bay một lần nữa, lần này bay xa cả trăm trượng. Mà ngay khi hắn vừa dừng lại, không gian xung quanh hắn đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số chuỗi nước bay ra từ những khe nứt đó, sau đó lao về phía hắn ta. Diệp Huyên không chút do dự, trực tiếp triệu hồi ra Thuẫn Thái Cực. Đùng đoàng, đùng đoàng. Trong lúc nhất thời, từng đợt sóng nước nổ ra xung quanh Diệp Huyên, một lúc sau, những chuỗi nước đó biến mất, mà Diệp Huyên vẫn ở đó. Thần công nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hay cho một Thuẫn Thái Cực. Dứt lời, hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt! Một chuỗi nước tựa như sấm sét bắn ra. Ở đằng xa, Diệp Huyên đang đứng yên bất động,
để mặc cho chuỗi nước bắn về phía thuẫn thái cực của mình. Đùng đoàng, thuẫn thái cực rung lên kịch liệt. Mặc dù thuẫn thái cực đã chống lại được sức mạnh của cột nước kia, thế nhưng, uy lực còn lại cũng đã cưỡng ép Diệp Huyên lại một lần nữa phải lùi ra xa cả trăm trượng. Diệp Huyên vẫn chưa dừng lại, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện vô số dòng nước. Lúc này, giọng nói của tầng 9 đột nhiên vang lên, đây là thủy vực. Vực. Nghe vậy, mặt Diệp Huyên liền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện bản thân hắn đã bị áp chế rồi. Không chút do dự, Diệp Huyên trực tiếp chuyển đến thần vương tọa, chính vào lúc hắn ngồi xuống thần vương tọa, một thần vực thần bí đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Trong khoảnh khắc này, không gian nơi Diệp Huyên đang ngồi trực tiếp bị hai loại vực này trực tiếp đánh sập. Mà thần vực của Diệp Huyên cũng đột ngột chặn thủy vực kia lại, không chỉ vậy, Diệp Huyên lại một lần nữa triệu hồi ra kiếm vực. Hai loại vực. Đùng đoàng. Đám dòng nước xung quanh Diệp Huyên kia đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Xa xa, hai mắt thần công kia khẽ híp lại, hai loại vực. Diệp Huyên nhìn về phía thần công, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, vừa nãy nếu như không phải có thần vương tọa và kiếm vực, thì hắn có khả năng đã bị đánh bại rồi. Chính vào lúc này, hai mắt thần công đột nhiên từ từ nhắm lại, khoảnh khắc tiếp theo, cả bầu trời đột nhiên hóa thành một dòng sông, tiếp sau đó, vô số mũi tên nước che ngập bầu trời bắn về phía Diệp Huyên đang ở phía dưới. Nhìn thấy cảnh này, mặt Diệp Huyên liền biến sắc, hắn hất tay phải, thuẫn thái cực xuất hiện trên bầu trời. Ầm ầm, trong phút chốc, toàn bộ Bất Chu Thần Sơn trực tiếp rung chuyển. Trên bầu trời, đống mũi tên nước đó dường như vô cùng vô tận, liên tục không ngừng bắn về phía Diệp Huyên ở phía dưới. Mặc dù thuẫn thái cực có thể ngăn cản được, thế nhưng, sắc mặt của Diệp Huyên lại càng lúc càng tái nhợt. Sắc mặt Diệp Huyên có chút khó coi, hắn biết, thần công này muốn tiêu hao sức lực của hắn. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn về phía A Mục đang ở phía dưới, lúc này A Mục đang quỳ gối trước cái đầu lâu kia, trong miệng đang niệm gì đó, cái đầu lâu ở trước mặt nàng ta dần dần rung lên. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, đưa búa chiến thần cho ta. Diệp Huyên không chút do dự, trực tiếp ném búa chiến thần xuống, A Mục bắt lấy búa chiến thần, nàng ta cắn đầu ngón tay, một giọt máu tươi rơi xuống cái đầu lâu kia, sau đó nàng ta gầm lên, nhân danh vu thần, gọi hồn ngươi về. Búa chiến thần rung lên kịch liệt, khoảnh khắc tiếp theo, một hư ảnh không đầu từ trên trời xả xuống. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, A Mục này đang gọi người. Đây là linh hồn của ai? Trên bầu trời, ánh mắt của thần công kia cũng dừng trên người đàn ông không đầu đó. Lúc này, trong mắt gã càng thêm vẻ ngưng trọng. V. Diệp Huyên xuất hiện ở bên cạnh A Mục, hắn nhìn người không đầu kia, đây là. A Mục khẽ nói, vị đó là tiên tổ của tộc Cổ Hình, Cổ Hình. Cổ Hình. Diệp Huyên nói, ông ấy không phải là người của tộc Cổ Hình chứ? A Mục khẽ gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, ông ấy sẽ giúp chúng ta sao? A Mục cười đáp, sẽ giúp. Diệp Huyên còn muốn hỏi gì đó, lúc này, tay phải Cổ Hình kia đột nhiên vồ lấy, búa chiến thần trực tiếp hóa thành một đường sáng màu đen xuất hiện trong tay ông ta, ngay sau đó, tay cầm búa bổ mạnh về phía thần công đang ở phía xa kia. Xoẹt! Nhát búa này vừa xuất ra, bầu trời của Bất Chu Thần Sơn trong chớp mắt liền nứt ra. Ở phía xa, mặt của thần công kia bỗng biến sắc, hai mắt gã khẽ nheo lại, một tấm thuẫn bằng nước cực lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt gã. Lúc búa chém đến, tấm thuẫn nước kia trong chớp mắt nổ tung, thần công ngay lập tức lùi về phía sau đến cả nghìn trượng. Nhìn thấy cảnh này, mặt của Diệp Huyên đang ở phía dưới ngay lập tức biến sắc. Thực lực của Cổ Hình này có phần cũng quá kinh người rồi. Ở trên bầu trời phía xa, thần công nhìn chằm chằm người không đầu kia, ngươi là ai? Người không đầu không phí lời, nhấc búa chiến thần lên bổ một lần nữa. Xoẹt! Trong chớp mắt, bầu trời phía trên đỉnh đầu của thần công trực tiếp nổ tung, đồng tử của thần công khẽ co lại, tay phải gã cầm cây lao lạ đâm mạnh về phía trước. Xoẹt! Cây lao lạ đâm xuống, không gian kia trực tiếp nứt ra, vô số dòng nước phun ra, trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời Bất Chu Thần Sơn bị dòng nước bao phủ. Chính vào lúc này, búa chiến thần kia đột nhiên phá vỡ dòng nước đó, chém thẳng về phía thần công. Nhìn thấy búa chiến thần kia chém đến, sắc mặt thần công trở nên dữ tợn,
chân phải gã dậm mạnh xuống đất một cái, trong phút chốc, cả bầu trời đều bị dòng nước bao phủ, cùng lúc này, một luồng sức mạnh to lớn trực tiếp bao phủ lấy toàn bộ Bất Chu Thần Sơn. Thủy vực. Lấy nước làm vực, tự thành một giới. Khoảnh khắc thủy vực xuất hiện, đòn tấn công của bố chiến thần kia lập tức trở nên chậm lại. Áp chế. Sức mạnh thủy vực to lớn ngay lập tức đã áp chế chiếc bố chiến thần kia. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt A Mục bên dưới chợt xa sầm xuống. Diệp Huyên chớp mắt, chúng ta có cần chuồn khỏi đây không? A Mục trầm giọng nói, thế chiếc búa kia tính sao? Nếu như thu hồi lại, cổ hình này tuyệt đối không phải là đối thủ của thần công này. Diệp Huyên nhìn về phía chân trời, dưới thủy vực kia, cổ hình đã bị áp chế. Chung quy cũng chỉ là một sợi thần hồn mà thôi. Nhưng nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên đột nhiên phóng lên trời, hắn không ra tay với thần công kia mà xông tới trước mặt chân long kia. Hắn cầm kiếm vung một cái, dòng nước đang khóa chặt trên người chân long kia trực tiếp bị kiếm Thiên Chu chém đứt. Sau khi lấy lại được sự tự do, chân long gầm lên một trầm. Diệp Huyên chỉ về phía thần công ở phía xa kia, người đi giúp một tay đi. Chân long nhìn Diệp Huyên một cái, sau đó trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen xông về phía thần công kia. Mà bản thân Diệp Huyên cũng xông về phía đó. Hắn không có ý định bỏ chạy. Chạy thoát được bây giờ, cũng không chạy thoát được sau này. Hiện giờ chạy khỏi Bất Chu Thần Sơn, nói không chừng đối phương cũng sẽ ra khỏi Bất Chu Thần Sơn để đuổi theo, tới lúc đó, phiền phức càng lớn mà. Xét cho cùng, thực lực của tên đó cũng quá khủng bố rồi. Cùng với sự gia nhập của Diệp Huyên và Chân Long, cục diện của trận chiến ngay lập tức được đảo ngược. Thần công đã bị áp chế rồi. Diệp Huyên hầu như không có ra tay. Hắn chỉ là vào lúc mấu chốt triệu hồi ra Thuẫn Thái Cực giúp Chân Long và cổ hình ngăn chặn những đòn tấn công chí mạng, nhưng vậy là đủ rồi. Bởi vì gần như toàn bộ sức mạnh của thần công đã bị Thuẫn Thái Cực của Diệp Huyên hóa giải. Đối với Diệp Huyên này, thần công có thể nói là hận đến tận xương tủy, nhưng gã lại không có cách nào hạ được Diệp Huyên. Dần dần, thần công bị áp chế càng lúc càng lớn, đến cuối cùng chỉ có thể bị động phòng thủ. Cứ như vậy. Sau khi đấu được khoảng nửa canh giờ, thần công đột nhiên hóa thành nước biến mất ở cuối bầu trời bao la. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên đang định đuổi theo nhưng lại bị A Mục cản lại. A Mục nhìn Diệp Huyên, đừng nhất thời kích động mất đi sáng suốt. Diệp Huyên chân long đột nhiên tức giận nói, Thiên Chu giờ không giết hắn, ngày sau ắt thành đại họa. A Mục không nói gì, mà nhìn về phía cổ hình kia, cổ hình đó đã hoàn toàn hóa thành hư ảo. Nhìn thấy cảnh này, Chân Long vốn còn muốn nói gì đó bỗng im miệng. Nếu không có cổ hình này, nó và Diệp Huyên liên thủ cũng không phải là đối thủ của thần công kia. Lúc này, Chân Long đột nhiên nói, Nhân Vương, hắn sẽ còn tới tìm ngươi đó. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao, ta với tên đó đâu có thâm thù đại hận gì chứ? Chân Long cười khẩy, không nói gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, trước đó hắn có nói với ta có cái giếng gì đó, muốn ta đi giải phong ấn ở đó. Nghe vậy, hai mắt Chân Long khẽ híp lại. Diệp Huyên nhìn Chân Long, bên trong cái giếng đó có cái gì? Chân Long không nói gì. Mặt Diệp Huyên không cảm xúc, còn muốn che giấu chuyện gì sao? Chân Long vẫn không nói gì. Diệp Huyên khẽ nói, nếu ta đoán không lầm. Trong đó nhất định là đang giam giữ rất nhiều người giống như thần công kia, đúng chứ? Chân Long đột nhiên nói, hắn không phải là người, hắn là chính thần bị phong ấn. Là một vị thần chân chính. Diệp Huyên nhìn Chân Long, trong giếng đó còn có bao nhiêu cường giả như thế? Chân Long trầm mặc một lúc rồi đáp, 39 vị. 39. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên xa sầm xuống. Thực lực của thần công này đã khủng bố như vậy rồi, vậy mà bên trong cái giếng đó, vẫn còn có gần 40 vị cường giả giống như vậy nữa. Nếu toàn bộ đám cường giả này đều xuất hiện, vậy thì cục diện ngày hôm nay thực sự đã thay đổi rồi. A Mục đột nhiên nói, đều là bị thiên đạo nhốt lại. Chân Long gật đầu. Diệp Huyên có chút không hiểu, vì sao thiên đạo muốn nhốt bọn họ. Chân Long nói, bởi vì bọn họ quá mạnh, hơn nữa dã tâm lại lớn. Không chịu sự trói buộc của đất trời, đã trở thành mối uy hiếp cực lớn đối với vũ trụ này. Diệp Huyên khẽ chau mày, thế tại sao không tiêu diệt bọn họ luôn?
Chân Long lắc đầu, đâu có đơn giản như thế, đó đều là đại thần bị phong ấn, đâu có dễ dàng bị tiêu diệt như thế chứ. A Mục đột nhiên nói, chắc là có thể tiêu diệt được đó. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục khẽ nói, cô ấy nhất định có thể tiêu diệt được bọn họ, sở dĩ cô ấy không làm như vậy, có lẽ là có nguyên nhân khác. Diệp Huyên lắc đầu, đám đại thần đó sẽ báo thù cô ấy đó. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi cho rằng cô ấy sẽ sợ sao? Diệp Huyên lắc đầu, chắc là không. Thiên đạo có thực lực phong ấn được đám đại thần đó, thì nhất định sẽ có thực lực tiêu diệt đám đại thần đó. A Mục cười nói, bất luận thế nào, đây đều không phải là những chuyện mà chúng ta nên bận tâm. Chúng ta đi thôi. Diệp Huyên lại nhìn về phía Chân Long, người đi cùng với bọn ta đi. Chân Long khẽ nhíu mày, người có ý gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, người nghĩ thử xem, thần công đó sẽ bỏ qua cho ta sao? Chân Long nhìn Diệp Huyên, đó là chuyện của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, quả thực là chuyện của ta. Hai, tới lúc đó, nếu như tên đó tìm ta, ta đánh không lại, rồi tên đó sai ta làm chuyện gì thì ta phải làm chuyện đó thôi. Dù sao thì ta cũng không đánh lại mà. Dứt lời, hắn kéo A Mục xoay người rời khỏi. Đúng lúc này, Chân Long kia đột nhiên cản trước mặt Diệp Huyên, Chân Long nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi ở lại nơi này đi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ngươi đang đùa sao? Chân Long trầm giọng nói, ngươi ở lại đây, sẽ an toàn hơn một chút. Diệp Huyên lắc đầu, ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Chân Long nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười một cái, sau đó nói, Chân Long tiền bối. Người không phải là đang muốn cưỡng ép ta ở lại chỗ này chứ? Nếu là như vậy, ta liền đi gọi người tới đó. Nghe vậy, hai mắt Chân Long bỗng híp lại. Khoảnh khắc này, nó nghĩ đến người không đầu kia. Diệp Huyên nhìn Chân Long, tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, bản thân người ở đây cũng không an toàn, cùng đi với ta, chúng ta có thể phối hợp với nhau, người nói xem. Chân Long trầm mặc. Diệp Huyên lại nói, người ở lại đây. Nếu chẳng may thần công đó lại quay lại, người định thế nào? Người đi cùng ta, cho dù hắn ta có quay lại, chúng ta cũng vẫn có thể phối hợp, người nói xem. Chân Long vẫn trầm mặc không nói gì. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, hắn kéo A Mục xoay người rời đi. Chính vào lúc này, Chân Long kia đột nhiên nói, loài người kia, ta đi với ngươi. Diệp Huyên quay lại nhìn về phía Chân Long. Chân Long đang nhìn chằm chằm hắn, ngươi phải hứa với ta, bất cứ lúc nào, ngươi cũng đều không được mở phong ấn của cái giếng kia ra cho thần công đó. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, vậy ta cũng muốn người hứa với ta một chuyện. Nếu như ta gặp phải uy hiếp gì, tiền bối nhất định phải ra tay tương trợ, không được khoanh tay đứng nhìn. Chân Long trầm mặc. Diệp Huyên cười nói, không đồng ý sao? Chân Long nhìn Diệp Huyên, chỉ cần kẻ địch của ngươi không phải là thiên đạo, bất cứ kẻ nào ra tay với ngươi, ta ắt sẽ tương trợ. Tuy nhiên, nếu thần công kia ra tay với ta, hoặc là muốn mở phong ấn giếng, ngươi cũng phải toàn lực giúp ta. Diệp Huyên cười nói, chốt kèo. Chân Long khẽ gật đầu, sau đó lắc mình biến thành một con rồng nhỏ bằng một ngón tay, nó trực tiếp bay đến phía trên cánh tay của Diệp Huyên, quấn lấy cánh tay Diệp Huyên. Diệp Huyên liếc nhìn cánh tay của hắn, sau đó nhìn về phía A Mục nhếch môi cười, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Cứ như vậy, Diệp Huyên dẫn A Mục rời khỏi Bất Chu Thần Sơn. Sau khi Diệp Huyên, A Mục và Chân Long rời đi, thần công kia đột nhiên xuất hiện trên sân, gã đang nhìn chằm chằm về phía xa, ánh mắt đầy thù hằn. Gã cuối cùng vẫn không dám động thủ. Bởi vì thực lực của gã vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cứ tiếp tục đánh như vậy. Cho dù có thắng, bản thân gã cũng sẽ bị thương nặng. Đây cũng chính là lý do vì sao trước đó gã phải bỏ chạy. Xét cho cùng, thực lực hiện tại của gã còn chưa được một nửa thực lực lúc gã ở thời kỳ đỉnh phong. Sau khi trầm mặc một lát, thần công xoay người rời đi, một lát sau, gã đến trước một cái giếng, trên miệng giếng có một chữ phong nhỏ màu đỏ như máu. Sau khi trầm mặc một lúc, thần công đột nhiên tung một chưởng về phía chữ phong kia. Gã vừa ra tay, một luồng sức mạnh to lớn lập tức đập lên người gã trực tiếp bị luồng sức mạnh này đánh bay lùi về phía sau cả ngàn trượng. Mà sau khi gã dừng lại, cơ thể gã ngay lập tức trở nên có chút mờ đi.
Thần Công ngẩng đầu nhìn về phía cái giếng kia, khoảnh khắc này, trong mắt gã hiện lên vẻ kiêng dè sâu sắc. Sau khi trầm mặc một lúc, hai mắt Thần Công chậm rãi nhắm lại, vẫn phải đi tìm thiếu niên kia. Nhân Vương. Nhân Vương có thể phá giải mọi phong ấn giữa đất trời. Muốn phá vỡ phong ấn của thiên đạo, chỉ có đi tìm Nhân Vương. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Thần Công đột nhiên biến mất tại chỗ. Mà ở bên kia, một người con gái mặc đồ đen đang từ trên cao nhìn xuống Diệp Huyên và A Mục ở đằng xa. Diệp Huyên không có phát hiện ra. Mà A Mục thì trong lúc vô tình đã liếc nhìn về phía người con gái mặc đồ đen kia một cái. A Mục đưa Diệp Huyên trở về hư vô duy độ lần nữa. Mới vừa về đến hư vô duy độ, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, ông lão hành lễ với A Mục, đại tế ti. Diệp Huyên nhìn sang A Mục cười nói, giới thiệu một chút, đây là trưởng lão Vu Thạch của Vu tộc ta. Diệp Huyên nhìn ông lão tên Vu Thạch kia, khẽ gật đầu. Vu Thạch nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, đại tế ti, vị này là... A Mục cười nói, hắn là Vu thị của ta. Nghe vậy, Vu Thạch sửng sốt. A Mục chớp chớp mắt, có vấn đề gì sao? Vu Thạch nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta cẩn thận đánh giá Diệp Huyên, sau đó hơi nhăn mày, đại tế ti. A Mục đột nhiên lại nói, có vấn đề gì không? Nghe vậy, Vu Thạch biến sắc, vội vàng nói, không có gì. A Mục gật đầu, không có vấn đề vậy là tốt rồi. Chúng ta quay về Vu tộc đi. Vu Thạch vội tránh đường. A Mục dẫn theo Diệp Huyên đi về phía xa, trên đường, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, ông ta hình như không thích ta làm Vu thị của cô. A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyên, cười nói, ta thích là được rồi. Diệp Huyên gật đầu, hắn cũng không quá quan tâm đến suy nghĩ của những người khác trong Vu tộc. A Mục nhìn về phía Vu Thạch, chỉ có ngươi tỉnh lại. Vu Thạch lắc đầu, trong tộc đã có một vài người tỉnh lại. Bọn họ đều ở trong Vu Thành đợi đại tế ti. A Mục khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Chỉ chốc lát, A Mục đưa Diệp Huyên đến Vu Thành. Bọn họ vừa mới đi vào Vu Thành, một đám cao thủ Vu tộc lập tức vây quanh. Khi những cao thủ Vu tộc này nhìn thấy A Mục, sắc mặt của họ trông rất kích động, vội vàng hành lễ với A Mục, đồng thanh nói, bái kiến đại tế ti. A Mục khẽ gật đầu, không cần đa lễ. Nói xong, nàng ta nhìn sang Vu Thạch, truyền lệnh của ta, nếu Vu tộc có người tỉnh lại, đều đến thành này, không lệnh của ta, người của Vu tộc không được ra khỏi thành. Vu Thạch cung kính hành lễ, tuân lệnh. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó lặng lẽ rời đi. A Mục dẫn Diệp Huyên đi tiếp. Dọc đường đi, Diệp Huyên phát hiện những cao thủ Vu tộc này rất kính trọng A Mục. Sự kính trọng xuất phát từ đáy lòng. Địa vị của A Mục trong Vu tộc cao hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. A Mục đưa Diệp Huyên đến trước một căn gác lửng có phong ấn, hai tay nàng ta kết ấn, niệm câu thần chú, một lát sau, căn gác lửng kia từ từ bắt đầu rung chuyển, rất nhanh, cửa chính của gác lửng đột nhiên mở ra. Cửa chính vừa mở, một linh khí dồi dào lập tức tràn ra. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục cười nói, đây là nơi Vu tộc ta cất chứa thiên tài địa bảo. Gọi nhóc kia ra đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó vội gọi thú chiến thiên ra. Tiểu Linh Nhi cũng đi ra. A Mục nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, cười nói, đưa nó vào trong ăn, ăn tùy thích. Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, tỉ tỉ, nó ăn rất nhiều đó. A Mục cười nói, không sao. Tiểu Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên nhìn sang A Mục, thật sự để nó ăn như vậy sao? A Mục mỉm cười, ta cũng là vì lợi ích riêng, thiên tài địa bảo là vật ngoài thân, nếu những vật ngoài thân này đổi lấy được một yêu thú lớn mạnh, chúng ta là được lợi, ngươi nói xem. Diệp Huyên cười, hy vọng vậy. Nói xong, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Linh Nhi, dẫn nó vào ăn đi. Sau khi được Diệp Huyên đồng ý, Tiểu Linh Nhi không do dự nữa, cô bé lập tức ôm thú chiến thiên chạy vào bên trong. Bên ngoài, Diệp Huyên nhìn gác lửng kia. Nhẹ giọng nói, thú chiến thiên, rất mạnh sao? A Mục lắc đầu, vốn không mạnh. Diệp Huyên nhìn sang A Mục nhẹ giọng nói, giới hạn ban đầu của nó cũng chính là tổ tiên của nó, có lẽ cũng chỉ ngang bằng với thất bộ thiên long. Nhưng, nó khác. Diệp Huyên trầm giọng nói, ý cô nói là sau khi được Tiểu Linh Nhi và nhóc màu trắng kia bồi dưỡng, nó đã trở nên khác biệt.
A Mục gật đầu, là sự khác biệt rất lớn. Huyết mạch của nó đã vượt qua tổ tiên của nó rồi, cộng thêm sự giúp đỡ của nhóc màu trắng, ta cũng không biết nó sẽ phát triển đến mức nào. Nhưng mà không sao, chúng ta lập tức sẽ biết được. Diệp Huyên hỏi, nếu sau khi nó ăn những bảo vật của Vu tộc vẫn không mạnh thì sao? A Mục chớp chớp mắt, vậy thì có vấn đề gì? Diệp Huyên lắc đầu, A Mục, cô không sợ người của Vu tộc trách mình sao? A Mục nhẹ giọng nói, người có biết vì sao người của Vu tộc đều kính nể ta không? Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói, tất cả những điều cô làm đều là vì Vu tộc, đúng không? A Mục nhìn Diệp Huyên, người thật sự rất thông minh. Diệp Huyên lại hỏi, cô lựa chọn ta cũng là vì Vu tộc, đúng không? A Mục gật đầu, về điểm này, ta chưa bao giờ giấu giếm ngươi. Diệp Huyên cười nói, cô lựa chọn ta, chủ yếu vẫn là nhìn vào người đứng sau ta. A Mục lắc đầu, không phải, lựa chọn ngươi chủ yếu vẫn là nhìn vào ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, ý gì? A Mục nhìn Diệp Huyên, bởi vì con người ngươi tốt. Diệp Huyên chớp mắt, cô có chắc là vì lý do này mà lựa chọn ta? A Mục cười nói, nếu ngươi không tốt, ta sẽ không dám tương lai của chính mình và Vu tộc đặt trên người ngươi. Ngươi không giống những người khác, ngươi không có dã tâm, ngươi không có ham muốn quyền lợi, ngươi cũng không có hứng thú đối với việc trường sinh. Mà ngươi đối đãi với bạn bè rất chân thành, không làm việc trái lương tâm. Làm bạn với ngươi, ta yên tâm, Vu tộc cũng yên tâm, chính là đơn giản như vậy. Diệp Huyên trầm lặng. A Mục lại nói, ngươi cũng đừng cảm thấy được ngươi đi đến hôm nay là bởi vì người đứng sau. Có một số việc là trời sinh, chúng ta không có cách nào thay đổi. Thân phận của ngươi. Nói đến đây, nàng ta dừng một chút, sau đó cười hì hì, thân phận của ngươi quả thật lợi hại, ngươi là thế hệ mạnh mẽ đời thứ hai không thể không chọn, khà khà. Diệp Huyên không nói gì, không phải cô muốn an ủi ta hay sao? A Mục chớp chớp mắt, bởi vì ta đột nhiên phát hiện, người căn bản không cần an ủi. Diệp Huyên cười khổ, thực ra đến bây giờ ta cũng không biết người đứng sau ta rốt cuộc là những người như thế nào, ta hoàn toàn không biết gì về bọn họ. A Mục nhẹ giọng nói, đừng nghĩ nhiều, làm tốt chính mình là được rồi. Diệp Huyên nhìn A Mục, nếu không có cô gái váy trắng, cô sẽ không lựa chọn ta, đúng không? A Mục nhìn Diệp Huyên một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, sau khi thú chiến thiên gia, ta đưa ngươi đến một chỗ. Diệp Huyên cười nói, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. A Mục nhìn Diệp Huyên, ta có một chút thất vọng về ngươi. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? A Mục lắc đầu, chờ thú chiến thiên gia, ta đưa ngươi đến một chỗ. Đến lúc đó, ngươi muốn rời đi hay là ở lại, tùy ý ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta cũng không nói muốn rời đi. A Mục lại lắc đầu, cũng không nói gì. Nhưng Diệp Huyên đã hiểu ý của nàng ta. Cứ như vậy, hai người lặng lẽ đứng ở trước gác lửng, trong lúc này, A Mục không nói một câu. Diệp Huyên cũng không nói chuyện. Khoảng hai ngày sau, một hơi thở hùng mạnh đột nhiên truyền ra từ trong gác lửng. Lúc này, ánh mắt của các cao thủ Vu tộc đều bị thu hút. Diệp Huyên nhìn về phía gác lửng, Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên chạy ra, cô bé chạy đến trước mặt Diệp Huyên. Có chút hưng phấn nói, nó ăn no rồi. Diệp Huyên hỏi, sau đó thì sao? Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, sau đó nói, sau đó nó biến lớn rồi. Diệp Huyên đang muốn nói, đúng lúc này, gác lửng kia đột nhiên sụp đổ, ngay sau đó, một con yêu thú to lớn xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Thú chiến thiên. Về hình thể, thú chiến thiên này cao như núi lớn, hai tay giống như cột trụ trời. Trên người tản ra một luồng thú uy cực kỳ hùng mạnh. Lúc này, chân long trên cánh tay Diệp Huyên mở mắt, nó nhìn thoáng qua thú chiến thiên, mà thú chiến thiên cũng đang nhìn nó, tràn đầy chiến ý. A Mục đột nhiên nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, bảo nó thu nhỏ lại. Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó nhìn về phía thú chiến thiên, thu nhỏ. Thú chiến thiên không chút do dự, lẳng lặng biến đổi, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Đối với Tiểu Linh Nhi, nó không dám có chút bất kính nào. Đây chính là cha mẹ nuôi lớn nó. Hơn nữa, còn có nhóc màu trắng kia. Đối với nhóc màu trắng kia, nó là vừa kính vừa sợ. Dù sao, Tiểu Linh Nhi và nhóc màu trắng đều là đùi lớn, phải ôm chặt lấy. A Mục đột nhiên nói, cấp bậc hiện tại của nó hẳn là thuộc loại Thiên Long Cửu Bộ.
Diệp Huyên hơi khiếp sợ, mạnh hơn so với Thiên Long Bát Bộ. A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyên, đừng xem thường nhóc màu trắng. Năng lực của cô bé là độc nhất vô nhị trên thế gian. Diệp Huyên trầm lặng. Thiên Long Cửu Bộ. Nói cách khác, sức chiến đấu của Thú Chiến Thiên vượt xa Thiên Long Bát Bộ của tộc Thiên Long, hẳn là có thể chiến đấu một trận với chân long này. A Mục lại nói, huyết mạch của Thú Chiến Thiên có một điểm đặc biệt, đó là càng đánh càng mạnh, cho nên, tuy là Thiên Long Cửu Bộ, nhưng nó đủ để chiến đấu với chân long. Lúc này, chân long trên cánh tay Diệp Huyên chợt mở mắt, mà A Mục lại nói, đương nhiên, nếu chân long ở thời kỳ đỉnh phong, thì cũng là vô cùng lợi hại. Chân long nhìn A Mục, không nói gì. A Mục cười cười, cũng không nói gì với chân long nữa, thực ra Thú Chiến Thiên sau khi được nhóc màu trắng giúp đỡ, huyết mạch của nó đã không còn thấp hơn chân long. Nhưng nàng ta cũng biết, tộc chân long cực kỳ kiêu ngạo, bọn chúng căn bản không để các yêu thú khác vào mắt. A Mục thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó đi theo A Mục. A Mục dẫn Diệp Huyên đi về phía trước, dọc đường đi, nàng ta cũng không nói gì. Diệp Huyên liếc nhìn A Mục, cô giận rồi. Khuôn mặt A Mục không chút biểu cảm, chỉ là có một chút thất vọng. Diệp Huyên khó hiểu, hỏi, cô thất vọng cái gì? A Mục dừng bước. Nàng ta xoay người nhìn Diệp Huyên, phu thị của ta có thể không có thực lực mạnh, nhưng hắn nhất định phải tự tin. Ngươi có biết tự tin không? Diệp Huyên im lặng. A Mục lại nói, tự tin, vì sao ngươi không tự tin? Bởi vì cô gái váy trắng sao? Ngươi có biết, ta có tìm hiểu về ngươi, khi ngươi ở Thanh Thành trong thế giới nhỏ của các ngươi, ngươi của lúc đó không có chỗ dựa vững chắc, không có bảo vật, không có gặp gỡ bất ngờ, nhưng ngươi tự tin, ngươi kiêu ngạo. Ngươi có trái tim bất khuất. Ngươi có biết cái gì là bản tâm, bản tính, vì sao bây giờ thực lực của ngươi mạnh hơn, có nhiều bảo vật hơn, nhưng sự tự tin của ngươi lại càng ngày càng ít. Nói xong, nàng ta đột nhiên cầm lấy kiếm Thiên Chu của Diệp Huyên, ngươi có biết vì sao kiếm của ngươi kém hơn A-La không? Bởi vì kiếm của ngươi không có sự tự tin mạnh mẽ như vậy. Một người không tự tin, hắn có thể làm cái gì? Hắn làm cái gì cũng sẽ không tốt. Nếu đàn ông không tự tin, vậy còn gọi là đàn ông không? Chấm 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 chấm. Tự tin. Diệp Huyên trầm lặng. Thanh Thành. Lúc đó, hắn vẫn chỉ là một người bình thường, nhưng vì muội muội, hắn nhất định phải trở thành thế tử của gia tộc. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn và muội muội mới có thể sống sót. Sống sót. Kỳ thực, lúc đó vấn đề không phải là tự tin, mà là sống và chết. Đương nhiên, hắn của lúc đó quả thật có sự tự tin. Lúc đó, hắn cho rằng chỉ cần cố gắng thì không có gì không thể làm được. Lúc đó, hắn chưa từng nghĩ dựa vào bất cứ người nào, bởi vì không có bất kỳ người nào cho hắn dựa vào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc đó, hắn không hề có tư tưởng ỷ lại. Bởi vì không ai cho hắn ỷ lại. Cũng chính lúc đó, trái tim hắn vững như bàn thạch. Mà sau này, hắn quen biết rất nhiều người. Trong đó người có ảnh hưởng lớn nhất với hắn là cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng đã làm hắn thay đổi rất nhiều. Mà cho đến hiện nay, không thể phủ nhận, bản thân hắn có thể còn sống là nhờ vào cô gái váy trắng, mà rất nhiều người trợ giúp hắn, bao gồm tiểu đạo và thiên đạo trong truyền thuyết kia, chắc chắn không phải vì nể mặt Diệp Huyên hắn. Tuy rằng bây giờ thực lực của hắn rất mạnh, nhưng trong mắt đám thiên đạo và tiểu đạo thật sự vẫn không đủ để họ phải nể mặt. Mà có thể được kế thừa từ nhân vương, đối phương cũng quá nửa là bởi vì những nhân quả trên người hắn. Tự tin. Diệp Huyên lắc đầu, thấp giọng thở dài, con đường của ta có hơi lệch rồi. A Mục nhìn Diệp Huyên, không phải lệch, là ngươi đã mất đi sự tự tin và bản tính của mình. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục nhẹ giọng nói, ngươi nghĩ rằng tất cả những gì ngươi có được đều là nhờ cô gái váy trắng. Thậm chí, ngươi cho rằng nếu không có nàng, ngươi cũng không thể sống đến bây giờ, có đúng không? Diệp Huyên hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? A Mục gật đầu, ngươi nghĩ không sai, quả thật chính là như vậy. Không có nàng, ngươi khẳng định không sống được đến bây giờ. Diệp Huyên. A Mục lại nói, nhưng ngươi quên một điều, đó là ngươi gặp nhiều khó khăn như vậy, không phải không có liên quan đến nàng. Diệp Huyên có chút khó hiểu, có ý gì?
A Mục nhẹ giọng nói, có rất nhiều chuyện, rất phức tạp, ta không thể nói rõ với ngươi. Ta chỉ có thể nói với ngươi một vài điều ngươi có thể hiểu. Vận mệnh của ngươi, con đường tương lai, đã bị người khác định sẵn rồi. Nghe vậy, đồng tử của Diệp Huyên hơi co lại, có ý gì? A Mục nhìn Diệp Huyên, ta nói cho ngươi, cô gái váy trắng đứng sau ngươi, sở dĩ nàng không lên, nhất định là đang giúp ngươi ngăn cản cái gì đó. Nàng muốn để cho ngươi thoát khỏi một vài số mệnh nào đó. Nếu không phải nàng, ta tin rằng bây giờ ngươi chắc chắn là một cuộc đời khác, hoàn toàn sống theo con đường mà người khác đã định sẵn cho ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 96.